Trời ơi, cuộc đời đã đắng rồi, kêu ly cà phê ra uống còn đắng hơn nữa. Lành quá ha. Thấy bữa uống cà phê mà mặt mày gửi đâu á. Chú thử lòng mày thôi, thấy mày để hồn đâu, tao có nè. Làm gì mặt bí xị như mất sâu gạo vậy? Mắc thiệt rồi chú. Vậy hả? Vụ gì vậy? Biên bản đóng phạt vì không thắt dây an toàn ghế phụ. Là sao? Con hỏi chú nè, hồi đó giờ á, chỉ có bác tài người ta mới thắt dây an toàn thôi, còn người ngồi sau đâu thắt đâu, đúng không? Để tôi nhớ coi, in hình không á? Dạ, thì đó, bị quen rồi. Vậy quen á hả? Dạ. Ờ, mà chú nghe dạo gần đây hình như có ra quy định mới căng thẳng lắm phải không? Dạ, như không bị phạt hết cả chai. Trời, đứt từng đoạn ruột luôn. Dữ thân ông vậy hả? Dạ, bây giờ phạt nặng lắm chú ơi. Thôi chú Ba cảm ơn con nha. Làm gì cảm ơn con. Nhờ bay mất 1 triệu mà tao học được bài học. Mai mốt ra đường tao thắt dây an toàn cái phụ không ra tao mất 1 triệu quan mạng quay. Ờ, con cháu bị xui vậy mà chú Ba học bài học hả? Ừ, của ai nó giữ chứ. Nhưng mà con đâu có cam tâm đâu. Con mới qua hỏi bác Hai. Rồi anh Hai nói sao? Bác Hai mới nói như vậy. Này đúng rồi chứ quan ngất gì nữa đâu. Thì đóng phạt cho anh ta đi mày ơi. Chứ đó giờ con cứ nghĩ là bác Tài mới thắt dây an toàn thôi. Còn mình ngồi sau sao thắt. Ủa đâu mày nghĩ ra đó vậy? Mày thấy cái chiếc xe người ta sản xuất chiếc xe ra không? Chỗ nào người ta cũng có dây an toàn hết á. Mày bước lên xe mày dòm thấy ta sản xuất cái dây ra là để mày thắt vô đó, cái dây an toàn đó. Chứ không lẽ gắn cái dây vô để làm mẫu chơi. Thấy không? Tại vì mình á không có chú ý tới cái chuyện đó. Mình thử leo lên cái ngồi cái không thắt dây chứ. Tao phạt phải rồi. Nếu mày lên xe đó, rút kinh nghiệm lên xe gặp dây là cứ thắt vô, thấy không? Còn nếu mà thấy cái cọng dây mà nó treo trên mua mà lòng thòng xuống á, đừng có thòng cổ vô nghe, thòng cổ vô đi luôn à. Hái chọc có hoài à. Tự nhiên mắc gần cả chai. Ủa sao tự nhiên được? Mày sai luật người ta mới phạt chứ đâu tự nhiên cảnh sát ta kêu mày lên tao phạt đồng bậy bạ đặng cho mày thưa ta hả? Tao quy định thắt dây mày không thắt dây thì tao phạt. Chứ sao tự nhiên được? Mà đau bác Hai ơi, đồng tiền liền khúc ruột mà. Phải đau chứ. Phải đau, mất gần cả triệu mà. Nhưng mà đau để nhớ. Nhưng mà con lại không cam tâm nữa. Rồi mày làm gì? Con mới qua hỏi chú Tư ếch. Trời đất ơi, mày tính ra mày cao con cá này hát khắp số này luôn ha. Chứ sao? Rồi ảnh nó sao? Trời đất ơi, mày đứt từng đoạn ruột là phải rồi. Tao nghĩ lần đầu phải không? Ví dụ nhắc nhở hoặc là phạt cảnh cáo thôi. Phải không? Rồi lần sau thì hẳn phạt. Nhưng mà phạt cái gì là cũng nặng lắm á. Chà, hai ông này xui với nhau mà tư tưởng không có xui ha. Mỗi người ý à. Thấy hai ông xuống xuồng, mỗi ông cái dầm bơi dám tét cái xuồng đó mà. Nào giờ á, chú Tư với bác Hai nói ra vài câu là cãi lộn mà. Nào ngay, nghịch ghê lắm như mặt trời mặt trăng á. Tao nè, bởi đời là trung tâm hòa giải chứ ai. Không có tao làm gì hai ông ngồi xuôi được. Làm gì cò nó gấp được nhái, làm gì có cháu ẩm bồng. Trời vậy đó hả? Tao không á. Ý, sao hai chả đi chung nhau cả? Úi, có bác Hai đây, sẵn còn hỏi cái vụ hòa giải luôn. Ờ, ê, thôi thôi thôi, mày hỏi lắm mày hòa giải tao với ổng bây giờ á. Vậy đây. Dạ anh hai. Dạ anh hai. Tư. Ừ. Dạ. Có mặt đông đủ quá ha. Uống cà phê con kêu luôn ha. Cô Hồng ơi cho hai ly cà phê. Ủa mày đi đóng phạt chưa còn ngồi đây? Dạ đóng rồi bác Hai. Đúng rồi mày ơi, trước cũng đóng sau cũng đóng. Đóng rồi cho nó khỏe. Phải nghiêm chỉnh chấp hành nghe chưa. Mà phạt nặng quá chú ơi. Nặng gì mà nặng. Tao thấy vậy còn nhẹ đó. Gì? Ngày qua chú Tư nói con khác mà. Ừ, hôm qua tao nói khác. Nhưng mà hôm nay tao thấy là anh Xu tao nói đúng. Đúng không? Hả? Cho nên là phải phạt vậy. Cho tao bay chừa. Trời, ngày qua chú Tư còn nói cái lỗi này là chỉ cảnh cáo thôi. Ừ. Theo tao đó thì cái tội đó cảnh cáo là vừa. Lần sau phạt nặng chút nữa. Hả? Ngày qua bác Hai cũng nói khác mà. Sao giờ tự nhiên nói ngược lại vậy? Luật nào ra mà không có tranh cãi, không có hai luồng ý kiến con. Nhưng mà tóm lại là nghiêm chỉnh chấp hành.
sao dạo gài kỵ ta? Trước giờ sáng sáng á, anh hai gọi điện uống trà quýnh cờ xế xế, anh Tư gọi uống cà phê, sao giờ em gu bà gụ cả? Đó, bây giờ tôi đi tên xuôi đi. Xong chưa? Rồi. Nhậu đỡ con xe nha coi. Tích. Tư, anh hai ăn xe, anh bọn xe anh chưa tắm hả? Đang quê nghe. Ủa, mà lấy đi rửa làm tao luôn đi. Ăn con xe tôi phải không? Tao bây giờ tới tôi hen. Bây giờ tôi lên mã đây coi. Ôi bậy, con này yếu liền đây nè, nắc chốt lên nè. Nó kệ đó, mày rảnh quá. Cái này mới tao thích đi con này nè, là tao đi con này đó. Mày ngồi đó mày coi thôi. Rồi mỏ mày khớp lại đi. Đi đi con này. Non cờ, quýnh nó xuôi ra mình phải ngang ngửa xuôi nha. Anh quýnh con này anh hở sườn anh hai trọt nách ra không xỉu chết liền. Đi con này nè, con này. Ê, coi thôi nghe, câm họng lại nghe, mai cái mỏ lại nghe. Đúng là cái vụ cờ này cũng hơi khó giải thích á. Ngồi ở ngoài á, nó ngứa tay, ngứa miệng ghê lắm. Bị cái đầu mình nó sáng hơn cái đầu ở trong. Ừ, đúng rồi, đầu mày sáng lắm. Mày nay ủ quẩn thì qua sớm hả? Thì tối với em giờ không quẩn rồi, có công lên nhiệt xuống rồi đâu mà mận. Có chuyện làm để nhà phụ với vợ đi. Ui, ba chuyện nhà vợ em thổi cái xong, hơi đâu cần sức lao động quá. Sao bữa tự nhiên nay qua đi ngồi coi tôi đánh cờ hả? Rảnh quá ra còn coi đánh cờ. Tính gỗ hai anh đi uống cà phê. Không quýnh gì lâu quá. Thôi mày đi trước đi, mày đi uống anh đi, mày rảnh đi uống đi. Tôi đánh lâu lắm à. Lâu là bao lâu, chừng nào? Tới chiều. Trời đất ơi, còn khoảng bao nhiêu gián nữa? Cả chục gián nữa. Ôi, quýnh một nước ngậm ba nước. Một nước đi nửa tiếng đồng hồ. Đợi hai anh mà quýnh tới 10 gián, dám tới chiều thiệt lắm à. Chiều uống ly cà phê mất ngủ tới sáng luôn á. Vậy đi đi. Thôi được rồi. Vậy kiếu à, lúc để ngồi đây lát á, tăng kể lắm. Ủa tăng kể là gì vậy? Là tê cẳng á. Ừ, tê cẳng còn đỡ à. Ngồi đây nói tới nó luôn hồi phò mũ á. Phò mũ cho em có khăn đâu cần mũ đâu. Phò mũ là phù mỏ. Tiễn được cái dòng này đi mừng hết sức. Mà mấy bữa nay chú có gặp bác Hai với chú Tư không? Mới gặp hồi trưa rồi chứ đâu. Rủ hai chả đi uống cà phê. Hai ổng quýnh cờ. Mà đi một con cờ ngâm ba nước. Ngẫm nghỉ nửa tiếng đi một con. Quýnh ăn chơi mà như quýnh ăn đất ăn vàng vậy đó. Quýnh 10 gián chắc tới tối. Nó tao ra tôi uống luôn nè. Cấp này á, xui gia thuận hòa lắm. Bày biết một, bày bên biết hai. Bày biết sao được thuận hòa vậy không? Tao chứ ai? Trưởng ban hòa giải là chứ ai? Trời đất ơi, không có lời ra tiếng vào của tao hay chả đầu thuận được vậy. Không có lời lẽ của tao á, thằng cò làm gì nó gấp được nhái. Câu này con nghe quen quen nè. Ừ, tao là trùm rồi. Thôi mới về bây ơi, chúng để thêm ba bây trong. Tao thêm ba bây giờ giống như là báo giờ. À, tao đi chút qua sợ mòn mới kêu về liền nha. Dạ, đi tính tiền. Đi ngoại tính luôn dạ. Nha. Ủa? Ui, trong người mà không tí cà phê chị không có nổi vậy anh xui. Làm gì làm, ngày cũng có miếng cà phê trong người nó mới tỉnh được. Trời đất ơi, thấy chưa? Ôm 10 gián cờ tới đổ đèn mới ra quán uống kìa, thấy chưa? Ủa hai anh đi đâu hả? Dạ. Cà phê. Thì sao chưa em uống đi bây giờ đi? Ủa chưa có thèm, bây giờ thèm đi nè. Thì giờ uống nè, uống xong rồi hả? Về chú ba. Xong về đi. Cho 2 ly cà phê của Hồng ơi. Ủa còn em này chi mà chỉ có 2 ly? Thôi không vui đâu. Chà, hai má con bà này đi chợ kiểu gì mà giờ chưa thấy về vậy cả. Ủa? Dạ, tiếc dạ. Về. Ông. Về rồi hả? Dạ. Ủa? Hai má con đi chợ gì mà cả buổi mới về lần vậy? Đi chợ á, thì phải lựa cho kỹ mới mua chứ. Không đẻ ra hốt đại gì sao mà mau với lâu. Không, tiếc. Cái này là tại con á. Đáng lẽ là đi chợ gì rồi mà tự dưng
Con Lợi con mua thêm mấy bộ đồ bầu nữa nên về hơi trễ. Ừ. Tí coi nè, con mới mua một bộ đồ đẹp ơi là đẹp luôn. Tí coi đẹp không tí? Nè. Có ren 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 là tí nhìn nó xì tai tí ha. Đẹp. Nhưng mà hồi tí nghĩ bầu bì mà mua chi cho nhiều. Con bận đây vài bữa nữa là con sanh rồi đâu có bận được nữa đâu. Bầu bì đó còn sửa soạn làm gì mà mua chi tốn tiền với con. Ai nói? Bầu thì bầu chứ. Ai nói với ông là không cho bầu sửa soạn. Có bầu cũng phải bận bận sao cho nó đẹp nè. Trời đất ơi, bà không nghe ông bà ta nói rồi. Hả, mẹ mà xề xòa thì đẻ con đẹp. Con mẹ mà sửa soạn quá đẻ con mất duyên. Không. Con khẳng định xấu hay đẹp á là tại vì do gen di truyền chứ tí. Chứ đâu phải là bận đồ đẹp là con xấu đâu. Sao mệt quá. Tôi nói gì cũng cãi ta. Tôi biết tôi nói mà cứ cãi cãi là sao ta. Tại á, ý của ông á khác người quá mà. Nói ra cũng cho người ta cãi. Mà tí tí tí. Cái vụ mua đồ này á là không phải tại con nha. Ủa? Dạ. Mà càng không phải tại má luôn. Tí chồng con kêu con đi mua á tí. Anh xui kêu. Dạ. Bởi vì tí chồng con thấy con suốt ngày bận qua bận lợi có mấy bộ đồ à, nên kêu con đi mua thêm. Đó, ông thấy đó, tí chồng á mà còn biết nghĩ biết lo cho con gái mình. Còn ông nói ra cái là ông cản, nói ra cái là ông cản hả? Tôi đâu có cản, nhưng mà tôi nói nghe em nghe thôi, thấy không? À thôi, con mua thì mua cũng được, không sao. Mua đi rồi có thêm nhiều cái thay qua thay lại. Vậy là tí chịu ra tí. Ừ, mua đi. Có gì tí đưa tiền cho mua thêm. Trời ơi, nay phóng khoáng dữ ta. Dạ, con cảm ơn tí. Chà, mới tức thì đây à, ai nói này nói nọ. Giờ cái thay đổi thái độ 180 độ gì cả. Kệ tôi. Bởi vì ông đúng là mưa nắng bất thường. Thôi, má vô má nấu cơm. Kệ tôi mưa nắng bất thường kệ tôi. Tại vì tôi thương con gái tôi, vậy thôi. Không cần. Con cảm ơn tía. Chưa tàn cuộc sao sân ca đành đoạn bỏ đi đâu. Hãy ở lại đây uống vài chung rượu rồi sáng mai đây mỗi đứa một phương. Trời có gì vướng bận nhau đâu. Hãy đến với nhau đêm này buổi đầu tiên. Ủa anh Hồ Ngọc Phước Lộc bonsai. Ủa này cán bộ ở đâu vậy? Chào chú ba. Dạ. Anh đi đưa thông báo cho bà con. Ủa thông báo gì em coi với. Đây là thông báo mới. Sắp tới đây có tổ chức nông dân đa tài của các xã. Chú ba coi xong rồi nhớ đăng ký tham gia nha. Dạ. Trong này yêu cầu hai thành viên một đội là hai người đó anh. Đúng rồi. Em đăng ký đội được không? Chú ba phải kiếm thêm một người nữa nha. Kiếm ai bây giờ ta? Trên 18 tuổi là đủ điều kiện để đăng ký tham gia rồi. Trên 18 tuổi là được rồi hả? Đúng rồi. Đâu có chơi đứa nào 18 tuổi đâu ta. Anh nam 60 tuổi được không? Trời ơi càng tốt. Tuổi càng lớn á thì càng dày kinh nghiệm mà chú ba. Tuổi càng lớn càng dày kinh nghiệm hả? Đúng rồi. Trời em đăng ký một đội đi. Vậy ha. Em đăng ký một đội hai người đi. Ok. Dạ. Em lấy một tờ thôi. Dạ. Cảm ơn anh. Thôi chào chú ba nha. Dạ. Mày qua đây kiếm tao có chuyện phải không? Trời. Anh hai làm như anh có dông giữa hay sao á. Cứ mỗi lần qua đây mà có việc gì quan trọng cái anh biết liền luôn á. Này, anh có nghe phong khanh cái cuộc thi hội thi là nông dân đa tài không? Không có nghe phong khanh, tao nghe chính xác luôn nữa. Dạ rồi. Nhưng vậy bây giờ anh hỏi dông quanh á, coi em qua đây với mục đích gì anh biết không? Mày qua đây là rủ tao cặp bồ với mày đi thi chứ gì? Ủa thật ơi, làm em nổi gà luôn đó. Sao? Hai nay mình thi. Thôi, tao không thi mà ơi. Sao hả? Để cho mấy đứa trẻ nó thi, để nó rút kinh nghiệm. Tao thi mà tao có công, tao lấy dễ nhất nữa, phiền. Đành rằng á, anh hai á là trùm về ruộng nương, trùm về lúa thóc rồi. Nhưng mà anh đừng có chủ quan như vậy. Thế hệ trẻ bây giờ kiến thức nhà nông nó vượt bậc luôn á. Bây giờ mình tham gia mình thi, mình cọ sát, mình coi con cháu mình nó có tới đâu rồi mình nắm nó, hiểu không?
Trời đất ơi, cỏ sát cái gì, mày xứ này mày biết rành tao quá ba đời. Trời đất ơi, thi lần nào không thắng, trăm trận trăm thắng mà. Rồi biết rồi, còn anh giờ anh thi ai giám khảo nổi gì vậy? Có nước anh chấm người ta thôi gì. Rồi được, anh không thi thì thôi, để em đi thi, em rủ người khác thi. Mày muốn rủ ai rủ đi, tao không thi rồi. Anh không thi đúng không? Ngày em ôm giải nhất vậy anh nhớ quan liên quan đó nha, đừng có ém ở trong nhà mắc cỡ đó nha. Mày muốn ôm giải gì đâu mày ôm. Ủa, chú ba, đi đâu đây? Từ đứng lên coi. Đứng lên rồi coi tướng anh coi. Đứng lên. Chứ vậy gì tự nhiên coi tướng tôi vậy? Đánh gì? Bằng, 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 ngồi xuống. Cá kèo canh chua bông điên điển. Gì cá kèo bông điên điển? Ý lộn. Có kèo. Có kèo gì? Có kèo thơm. Kèo thơm gì? Nói nghe coi. Từ từ đi uống miếng nước đi. Trời ơi. Bây giờ nè, hai anh em mình làm hai thành viên, làm một cặp. Mình thi cái cuộc thi nông dân ra tài nha. Không. Ê, sao vậy? Trời ơi, làm biến lắm. Thi rồi phải chuẩn bị này nọ mất công lắm. Thôi. Cái anh này, sớm xẻo lá này kiến thức nhà nông ai lại anh em mình mà phải chuẩn bị, phải ôn bài chứ. Cái xẻo lá này bộ có mình tôi với ông nông dân hả? Nói còn bất hứng cha nội ơi. Ý của tôi là muốn đi thi cũng được, nhưng mà phải có sự chuẩn bị đàng hoàng. Ừ thì thà nói vậy đi. Ừ. Chuẩn bị bao lâu nè? Một hai tháng gì đó. Cảm ơn nha. Hai tuần là người ta thi xong rồi. Một hai tháng tới là làm gì? Dọn gạp hả? Không nghe người ta nói thì sao? Cái gì muốn nhanh á thì phải từ từ chứ gì. Vậy chứ ông có nghe người ta nói chưa? Từ từ được khoai mì nó mới nhừ. Anh kêu chị Tư hết á nấu cho anh một nồi khoai mì nè. Rồi anh ăn vô anh nghẹt cần cổ nghe. Mệt ghê à. Khứng cái từng. Gì kì á. Tự nhiên cái quạo à. Cuộc đời mình sao nó éo le dữ vậy ta. Là lỡ đăng ký cán bộ rồi, bây giờ rủ không cha nào chơi hết trơn. Sao lúc nào mình cũng có mình ên, số mình cô đơn dữ vậy ta. Chơi với ai đi? Ui, hơi chú ba, trời ơi, kiếm chú sáng giờ. Chi, với tao chi? Có một chuyện nhờ chú. Cái gì? Dạ. Khoan, tao đang hầm hơi đó. Mày là vô duyên chúa luôn á, mày mở miệng ra coi chừng mày uống nước đè đó nghe. Đảm bảo con nói ra cái là chú ba hết hầm liền, mát luôn. Chắc ăn không? Dạ chắc. Rồi tưới nước liền coi. Chú ba. Gì? Tham gia thi nông dân đa tài với con đi. Ủa? Bay cũng biết cái cuộc thi này luôn hả? Dạ biết. Mà con nhìn rồi, cả xẻo lá này chỉ có chú á là có tiềm năng vào đội chung với con thôi. Bay mới có ánh mắt nhìn sâu sắc, thích bay chỗ đó. Nhưng mà bay rủ tao chơi chung bay. Bay có kiến thức gì nhà nông mà rủ chơi? Trời biết chứ, sinh ra trong nhà nông mà. Ví dụ coi. Con biết câu cá nè. Ờ. Kho cá, chài cá, nướng cá. Ui. Đặc biệt nha, con ngồi trên máy cắt lúa. Ngồi máy cắt lúa phải không? Ngồi máy cắt lúa phải không? Ngồi trên máy cắt lúa. À. Máy cắt tới đâu chạy ra. Rút chạy ra, máy nó chụp cái. Đó, đem lên, xé ra, xé cái da đó, cái mình nướng, chậu được luôn. Trời ơi, trời kiến thức nhà nông mày rộng vậy luôn hả? Dạ. Từ trồng trọt mày qua chăn nuôi luôn hả? Ẩm thực luôn hả? Ừ. Ồ, dữ dằn nha. Giờ mày đủ chú chơi. Nhưng mà phải để chú suy nghĩ mới được. Ủa làm gì vậy? Ngồi đợi chứ suy nghĩ. Úi thằng ơi, chuyện lớn mới suy nghĩ đôi ba ngày. Chứ đâu phải ngày bữa mà trả lời được đâu. À. Suy nghĩ xong sớm là à. Alo con liền nha. Ờ, chừng nào xong là alo phải không? Dạ, dạ. Mà, nếu mà không alo là chưa có xong đó nha. À, dạ. Ừ. Nhanh nhanh nghe chú. Ừ. Trời ơi, mặc nguyên bộ đồ vàng khè, y như bông lúa. Trời đất quỷ thần ơi. Gũ thi cuộc thi nông dân ra tài là người ta nói kiến thức nhà nông, ông nói kiến thức ăn nhậu mà. Có được cái đoạn leo lên máy cắt lúa thấy cũng được, vừa leo lên đó không lo cắt lúa thấy gắn chuột ruột bắt ăn lao. Ủa ai anh có gì vậy? Xong. Xong hả? Nói gì đó đi. Ủa? Hai anh đang coi gì mà chăm chú ấy hả? Tài liệu thi người nông dân đa tài. Cái gì? Hai anh thi hả? Ừ, mình làm gì mình lo lạng là gì? Ủa?
sao em rủ anh từ đó không thêm ừ? Thì bữa hổm tao tính là không chơi, nhưng bữa nay anh xui tao rủ, tao chơi, có sao đâu. Rồi anh trả lời tôi sao đây? Thì nói nào ngay lúc đầu là để từ từ suy nghĩ rồi mới quyết định. Mà sau khi nghe ông nói là nếu mà suy nghĩ chậm thì hết hạn, cho nên tôi liều quyết định đại luôn, rủ anh xui tao thi cho vui. Rồi giờ hai anh kết thành một cặp thi. Ừ. Rồi tôi sao đây? Thì mày kiếm người khác chơi đi. Kiếm ai bây giờ? Ba Hồng kìa. Ba Hồng có bán nước với gì chơi? Thì chơi bán cà phê. Tôi lao. Hai anh này có xui chơi nhau phải không? Được rồi, ba đời này không có xui hả? Ba đời cũng có xui nha. Hẹn hai anh trong trận chung kết nha. Trời ơi, hôm nay chuyện lạ thế nhỉ. Ba, sao tự nhiên bữa nay trầm tư suy nghĩ dữ vậy? Không có rộn ràng như mọi khi vậy? Cần một lý do. Lý do gì? Tại sao lại như vậy? Là sao? Cô Diễm Hồng có thấy lạ không? Lạ cái gì? Tại sao hai lại bắt cặp với Tư? Là sao? Anh hai lúa này chơi thật với Tư hết á. Ủa bình thường mà anh ta... mà bữa giờ thấy cũng lạ, hai người thân lắm nha. Nhưng mà anh ta là xui gia mà. Xui thì xui chứ hai ông ngược không có bao giờ thuận đâu. Sao? Ngày xưa tới bây giờ luôn luôn là cái sảnh 3-4-5. Hai lúa ba đời Tư hết. Tự nhiên giờ xé lẻ cặp đôi 2-4. Bỏ con cội ba biết chừng nào mới tới. Thì giờ ba kiếm thằng Sáu nào thành đôi. Biết kiếm ai bây giờ? À, kìa, có người rồi kìa. Tèo tới kìa. Trời ơi, thêm cội tèo nữa. Ôm chót là cái chắc. Trời ơi. Thiệt, không hiểu luôn á. Của ba, cô Hồng. Sao vậy? Mặt mày thủ thua ba hay gì vậy? Cái gì mà sáng giờ tôi gặp ai cũng biết xị là sao vậy? Cô Hồng, bán con dây dừa uống cho mát đi. Hết nước dừa rồi. Ủa mà sao không uống cà phê? Đang nóng trong người. Nữa. Lời mặt đóng giọng thần. Con không hiểu luôn á. Con không hiểu bình thường có gì đâu. Nay cái tự nhiên bị chú Hai chú Tư chửi con à. Sao chửi? Con hỏi con câu mà hai ông súng chửi con quá trời. Hỏi cái gì? Con hỏi, ủa sao chú Hai chú Tư lâu quá không thấy gầy lộn, xẻo lá buồn hiu. Mày nói chuyện đó gặp tao, tao quýnh mặt mày luôn chứ đừng nói chửi không. Vô duyên rồi. Thôi đi, con đừng có bên Hai Chả. Hai Chả làm lớn, ỷ làm lớn, hiếp nhỏ nè. Mình làm lớn, con cháu nó lỡ là mình bỏ qua như tôi nè. Nè, bây giờ mày nói lỡ thì tao bỏ qua cho mày luôn nè. Rồi. Nói coi. Chừng nào thím ba bỏ chú vậy? Tao quánh mày liền bây giờ nè. Chiều nay căn tiếp tiết cái băng rên ngoài đầu dàm con. Dạ. Mấy tía nhà đi để tụi con làm được rồi. Cái băng rên chuẩn bị cho ngày 8 tháng 3 hả tía? Ừ. Năm nay bên xã ta nhờ mình căn băng rên rồi mua quà cáp tặng cho chị em phụ nữ. Sao mà năm nay thấy hai xong sao chu đáo quá. Bên xã ta nhờ làm, không làm coi sao được. Thành thứ tôi mới đứng lên tôi làm thôi. Mà tôi có làm gì đâu, chứ ông bảy, bả lít, tèo, nhái làm. Tôi chỉ huy thôi. Thì tía sai đâu, tụi con đánh đó. Nhái. Dạ. Rồi con coi phụ nữ ta thích gì đó. 8 tháng 3 á. Dạ. Rồi con đi mua giùm tía nha. Dạ. Chỉ nhớ nè. Mua ở trái cây, nước ngọt nè, dạ. Bánh kẹo rồi đó con. Mua thêm làm vài bao mắm gì phát quà cho anh ta. Dạ, dạ tía. Nói thiệt á, công nhận ông tâm lý thiệt á. Tiền thì nó không bao nhiêu, nhưng mà quan trọng là cái tình đó. Phụ nữ á, họ cần lắm cái sự mà quan tâm, chăm sóc chút vậy đó, ta vui. Thì đó, tiền bạc thì nó có nhiều đâu. Mà phụ nữ người ta vui, bởi vì người ta chỉ có ngày 8 tháng 3 thôi. Rồi quà cáp, rồi động viên, rồi chị em người ta cho người ta phấn khởi. Nó có tinh thần, người ta làm việc.
để chứng tỏ là mình có quan tâm đến người ta. Tiếc dội. Mày vịn cho chắc để ngã hư xe đâu nghe mày. Con gà đó có gì đâu mà ông thiệt. Xong chưa vậy? Sắp xong rồi, đứng ở không phụ con trai đi. Xong chưa hả? Sắp xong rồi, chờ xíu, đơn cột cái. À. Đó 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 đó. Bên đây mới té nè ông. Má. Thiếm Tư. Chà, sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi. Năm nay sớm xẻo lá mình mần cái bộ hoành tráng dữ ta. Dạ. À má, má cầm giùm con đi, con nó điệu chưa? Đúng rồi. À, để má canh. Xích lên xích. Dạ. Lên mấy con, lên. Bên đây sao? Hạ xuống chút xíu. Kéo xuống. Mấy con mày hạ bên kia xuống đi, tới cột rồi. Điệu ơi. Để tao làm cho. Trời ơi, đây, giang. Tránh đi. Được chưa? Tránh, tao làm cho. Về được chưa Thím Tư? Không, nhích lên xíu nữa được rồi. Thấp xuống. Được chưa? Nữa. Đó, thấp xuống nghe lại máy em đi. Thấp xuống nữa. Rồi. Được rồi. Trời, có Thím Tư đỡ ghê. Phải biết gì nhờ Thím Tư đi canh mấy cái băng rôn cho đẹp đều với nhau coi. Ừ, được đó. Để Thím theo Thím canh cho. Má. Má có bận công chuyện gì á thì má đi. Này để tụi con làm được rồi. Để má theo má canh cho. Chứ má sợ mấy cái tấm sau á nó không có đẹp đồng đều bằng cái tấm này. À quên nữa. Hồi sớm như tí kiếm má đó. Tí kiếm má hả? Dạ. Thôi vậy má về con ông kiếm má có chuyện gì. Mà hai đứa nhớ nha, treo sao mấy tấm kia mà đều đẹp đều như má canh nha không? Dạ. Vậy á? Dạ. Thím Tư rảnh ra coi tụi con treo băng rôn nha Thím Tư. Ừ. Ông vừa phải thôi. Bớt cà khịa má vợ tôi lại nghe. Xây giấc mộng ban đầu thuở người vừa mới đôi mươi, em đan đồ trắng tròn. Không nhận cái bài này mình hát cũng hay, mà ông hai nhà mình ông hát cũng hay. Còn thấy tía má đều hát hay hết á. Ủa dạ má. Mua quà chưa? Dạ con mua rồi má. Con mua gì vậy? Dạ con mua mỗi người á là mỗi phần một hộp sữa, một bịch bột ngọt với hai hộp bánh á má. Lúc đầu á con định mua là đồ làm kỷ niệm, nhưng mà ta kêu hết hàng. Chứ thứ nhất thứ hai là mua mấy cái này á nó thiết thực hơn nữa. Đúng rồi đó, má thấy con tính vậy là hợp lý đó. Ê rồi nói vậy là mua vậy mình tự gói luôn hả con? Dạ mình tự gói. Con kêu chồng con chở về nhà hết rồi ở nhà tự gói, chứ để người ta gói tốn tiền lắm á. Ờ vậy cũng được. Ôi có vậy đâu, để tí kêu ông Bảy á, nó kêu mấy đứa thanh niên trong xóm này sớm nữa nó gói. Trời ơi, tí mà kêu anh Bảy gói là không khác gì kêu phá bột phá đường hết. Ba gói nó dễ ợt chứ gì, tí gói còn được nữa à. Không biết thì cũng phải học chứ, quà tặng cho phụ nữ mà bắt phụ nữ gói còn gì ý nghĩa, đúng không em? Đúng rồi. Để hai nói câu nào cũng hay hết chứ. Dạm gì? Ông làm gì em Tư? Ở trên xã đó có cái buổi tọa đàm mà nói về cái ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Cho nên là anh xui anh thấy tôi là người cũng có biết văn hay chữ tốt. Anh mới kêu tôi viết mấy cái thiệp này đó để mời cho những người phụ nữ trong xã mình. Chà, năm nay á sớm xẻo lá mình á làm cái lễ 8 tháng 3 cơ bộ quy mô nghe ông. Làm tôi cũng nôn nao, trời hào hứng quá ông ơi. Đó bà thấy không, bây giờ là cái thời đại mới rồi, cái người phụ nữ lúc nào cũng được tôn vinh trân trọng, thấy không? Cho nên ủa tự nhiên bà nói hoài nãy tôi phân tâm, tôi chưa viết cái nào được luôn á. Đi vô trong đi, làm gì làm đi. Thì đi trời ơi, tới tôi tập trung coi. Làm gì đuổi gì vậy? Không có đuổi, để tôi tập trung á, không có đuổi. Đi. Đuổi gì đuổi ta. Là phân tâm hết trơn, không có viết được gì hết trơn.
Hả? Nó làm gì mà má ngồi cười tủm tỉm nãy giờ vậy? Tía bày á. Trời ơi, dạo này ông lạ lắm. Lạ sao má? Ông bày đặt mua quà đang tặng má dịp 8 tháng 3 đó. Màn đét ơi. Con đoán thì đúng không nha? Con nghĩ là tía sẽ tặng cho má một bó hoa thiệt là bự, xong rồi để mấy cái thỏi sô-cô-la kế bó bồng, đúng không má? Không phải. Chứ tía tặng cái gì? Má thấy hộp quà tía chuẩn bị tặng cho má rồi. Để sẵn luôn rồi hả? Ừ. Nhưng mà má giả đòi như là mình không biết cái gì hết. Chú Tư, chú Tư. Ủa, ai hả? Chú Tư ơi. Ủa, Tèo, vô đi con. Chú Tư. Gì á? Ngồi, 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 ngồi. Gì á? Hôm qua coi coi chú viết thiệp xong chưa, chở chú đi phát nè. Chưa đâu, chú còn ghi này còn suy nghĩ được dữ dội lắm. Ủa, mình viết thiệp thì mình ghi ngày giờ rồi thôi chứ ghi gì, suy nghĩ gì chú Tư? Mà đâu có được mày. Cái đó là quá tầm thường. Cái thiệp mà ghi vô ngày giờ mời lại thường. Bây giờ cái thiệp bây giờ mình phải có những cái câu danh ngôn vô để mà tôn vinh cái người phụ nữ, hiểu chưa? Ủa chị Tư. Ủa chị Xui. Ờ. Ủa đi đâu mà sao mặt mày buồn hiu vậy? Tôi đang buồn ông Tư nhà tôi. Có chuyện gì vậy? Ổng lo chuẩn bị cho cái ngày 8 tháng 3 nè. Tôi đứng sớ rớ, cái ông đuổi tôi đi à. Ổng còn nói tôi nói nhiều quá. Chị coi á, tức không? Lo cho ngày phụ nữ vậy á, về nói chuyện với vợ con như là vừa đục chấm mắm nêm vậy. Thì tính của anh Xui á, hồi nào tới giờ là vậy mà. Hơi đâu chị buồn, chị giận ảnh chi, cho nó khổ thân mình. Tôi nói thiệt á, ổng á chỉ được con cái là hiền lành nè, chứ mỗi lần mà ổng nóng lên á cọc cằn mà. Thì cũng như ông nhà tôi nè, bữa nay á đi mần công chuyện tao nói trưa nay không ăn cơm nhà luôn. Mai cũng vậy. Ê, hay bây giờ á tôi với chị qua nhà ăn nhái nấu cơm ăn. Ý này hay rồi nha. Có bộ vui đó chị. Vui đó. Nè, kiến này tôi cho chị biết nha. Ngày 8 tháng 3 tôi quyết định tôi sẽ dùng lên để cho ông biết. Qua bển sẵn kể cho hai nhái nghe luôn. Đây. Để vậy. Má tính dùng lên bằng cách gì má? Má chưa có nghĩ ra kiểu gì. Nhưng mà kiểu gì kiểu á, má cũng quyết định dùng lên. Chàng ơi, ngó bộ chiến này chị xui xung dữ nghe. Đã qua rồi á, cái thời mà dĩ hòa vi quý. Bắt đầu kể từ hôm nay nha. Hễ tôi dần á, là tôi sẽ tỏ thái độ liền cho ông thấy. Rồi thôi. Tôi hiểu rồi ha. Uống miếng nước đi nè. Ủa tía. Anh Xui. Chào chị Xui. Nhái. Ủa má nhái có đây nữa hả? Vậy là hay quá rồi. Tèo, làm việc đi con. Thưa thím hai, thưa thím tư, thưa em nhái. Con Lê Minh Tèo, đại diện cho thanh niên ưu tú, tiêu biểu, dũng cảm, đẹp trai nhất Sở Lá, xin trân trọng kính mời ba người phụ nữ xinh đẹp tới dự buổi tọa đàm nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 của Sẻo Lá mình. Đâu rồi. Đây, của nhái nè. Đây, của thím hai. Cảm ơn con. Thôi chú Tư đưa đi. Mình cầm lấy đi. Bữa đó mình nhớ đi nghe mình. Chị Tư. Sao vậy? Nè. Má sao vậy má? Chị Xui có sao không đó chị Xui? Chị Xui sao bình tĩnh? Sao vậy má? Ủa? Nhớ. Bình tĩnh chứ. Cái vụ dùng lên. Vụ dùng lên đâu. Trời ơi, nghe là tan chảy hết rồi. Dùng lên gì nổi nữa.
cha, bữa nay làm gì sáng sớm nhìn thấy sáng sủa đẹp gái quá. Ủa, tôi đi công chuyện à. Ờ, đi công chuyện liền vợ hả? Đi liền bây giờ chứ, chuyện gấp mà. Ủa, sao tay không cầm gì hả? Có cầm chứ. Có đâu? Cầm nón nè. Ủa rồi con... Còn gì? À, bà ở nhà dự hội nghị nha. Tôi đi à. Ờ. Ờ, đi. Bye bye ha. Rồi, vừa gặp. Kỳ vậy ta? À, chắc là đợi tí tối về mới tặng cho mình nè. Kệ, ráng chờ thử coi sao. Chị má, xong chưa? Mình đi được chưa chị? Ờ, đi chứ, xong rồi. Hả? Tía tặng quà cho má chưa? Chưa thấy gì hết trơn á. Khui quà xong á, món quà gì á, nhớ phe cho tôi biết với nha. Nói thiệt á, mình cũng lớn tuổi rồi, tôi cũng không ham gì ơi. Chị nói phải đó, phụ nữ mình á, chỉ cần một lời nói ngọt nè, hay là một cái cử chỉ tinh thần, vậy là đủ vui cả năm rồi đó chị ha. Chà, coi bộ cái câu mình ơi mình à đó cũng còn hiệu nghiệm dữ hen. Chị Sư biết không, tánh tôi á ào ào vậy á chứ dễ bị mềm lòng lắm, mà hễ khi mềm lòng á là mềm lâu thì lâu quá chị Sư. Thôi đi chứ, đi rễ giờ. Đây con. Ôi. Tư, ông dọn dẹp ở bển mà sao xong lẹ vậy? Thì lẹ mà, đâu có gì nhiều đâu. Công nhận á, đợt này á, xẻo lá mình á, tổ chức 8 tháng 3, vui quá trời á ông ha. Vui là mấy bà vui đó, chứ cánh đàn ông của tôi á, mệt muốn đứt hơi luôn à. Thôi, tôi đi ngủ nghe. Ê, gì vậy? Đâu có đi ngủ được giờ này. Ý bà làm sao đây? Nấu cơm. Gì vậy? Ủa, hồi sáng ai đứng lên hô hào là bữa nay á là mấy ông đàn ông á phải nấu cơm cho phụ nữ chúng tôi. Đó là tôi hô hào cho người ta làm chứ không phải tôi nói tôi làm đâu. Mày giờ ông nấu không? Không nấu, tôi nói cả xóm xẻo lá biết hết à. Thôi được rồi, mệt quá, tôi nấu cơm cho rồi bà đi giặt đồ đi. Cũng không được, ông giặt luôn. Tôi làm hết luôn hả? Chứ sao, hôm nay 8 tháng 3 mà. Hôm nay ngày 8 tháng 3, tôi giặt giùm bà cái áo của tôi. Sao bữa nay trời chiều rồi mà thấy còn nắng quá không hen? Ừ, ban ngày mà nó dài vậy đó, ban đêm nó ngắn lắm. Bởi vì công chuyện gì đó tranh thủ làm cho nó xong, sắp hết ngày. Công chuyện tôi á thì tôi làm xong hết trơn rồi. Nhưng mà ông á, công chuyện của ông á còn gì không? Làm luôn đi. Trời sắp tối rồi kìa. Này 8 tháng 3 đó, tôi còn vui dữ lắm. Tôi biết rồi. Tôi biết bà vui, 8 tháng 3 bà vui lắm. Thành tử tôi khuấy động phong trào hồi năm ngoái năm kia tới giờ này nè. Tôi được cái khó vui. Mà vui rồi á, vui lâu lắm. Còn vui nè. Hiểu không? Sao tôi thấy bữa nay nội tâm bà rối vậy? Mệt quá. Không hiểu luôn hả? Tôi đi làm công chuyện của tôi rồi, để tối giờ. Kỳ vậy ta? Sắp hết ngày rồi mà.
chắc là để tới tối nè. Tới tối nó lãng mạn hơn. Anh anh nói là anh tặng quà cho em á. Gì quà đâu? Bí mật. Bí mật cái gì? Em lục tung hết cái nhà luôn mà cũng không thấy quà đâu á. Ủa em ngộ nha. Tao muốn tặng quà khi nào tao muốn người ta tặng. Còn em lục tung cả nhà lên đi kiếm quà là sao? Ai biểu anh chi? Gần hết ngày 8 tháng 3 rồi mà cũng không thấy quà đâu hết trơn á. Có tặng quà cho người ta hay không á thì cũng mới nói một tiếng chứ. Đương nhiên là có rồi. Có hả? Có chứ. Vậy chứ quà đâu? Giấu rồi. Giấu ở đâu? Biết em có tính tò mò nên anh giấu bên tía á. Em đi qua nhà tía. Ngon quá. Tối rồi sao không đi ngủ đi mà còn biểu diễn thời trang hoài vậy trời? Tôi á, là tôi cũng buồn ngủ lắm rồi đó. Buồn ngủ sao không ngủ? Nhưng mà tôi ráng thức coi thử ông có quên gì không. Đâu quên gì đâu. Nguyên trong ngày nay ông không quên gì hết hả? Thì ngày nay nè, trao quà 8 tháng 3 cho anh ta à, thôi đó, có làm gì nữa đâu quên. Chắc chưa? Chắc. Tôi đi ngủ thiệt à. Trời đất ơi, tôi mời nó ngủ đi. Ông này bữa nay chơi lầy dễ sợ trời. Chắc ông cố ý chọc mình đây nè. Chắc là đợi mình đi ngủ rồi mới lấy quà ra. Dành bất ngờ cho mình tới sáng mai đây nè. Bà này bữa nay bà bị cái gì vậy trời? Cái hộp quà đâu? Ủa sao kỳ vậy? Hồi tối chưa tặng mà. Mà giờ nó mất rồi. Mà sao ta? Sao mà khó hiểu dữ vậy? Dạ má, con mới qua. Ờ mới qua hả? Ờ ngồi đi con. Sao tự nhiên qua sớm vậy? Nước đi con. Dạ. Sợ với chuyện kìa. Sợ với chuyện đẹp quá. Cái này á là chồng con tặng cho con nhân dịp 8 tháng 3 á má. Anh là cũng bất ngờ lắm luôn á. Cái đẹp không? Đẹp, long lánh ha. Ủa, bà má, tí tặng quà cho má chưa? Ủa, sao kỳ vậy ta? Sao giờ tí chưa tặng ta? Có đâu kỳ. Thì tía bay cũng bình thường như mọi ngày thôi. Tại má ảo tưởng. Má nghĩ má có quà 8 tháng 3. Thôi mà má. Thôi mà. Kể từ hôm nay mình không thể hiện được. Má muốn gì á là má phải nói. Má phải dùng lên mới được. Má phải dùng lên. Má. Má ơi, má dùng lên mình má thôi nha má. Đừng ngủ thêm ai nghe. Làm gì mai vợ chồng qua đây một lượt vậy? Ủa, người ta vợ chồng thì phải có cặp có đôi chứ. Má, con có này tặng má nè. Đừng làm tôi bừng hụt nữa nghe. Mừng hụt đó mà mừng hụt. Không có xí gạt má đâu. Quà tặng cho má thiệt nè. Nè má, quà 8 tháng 3 dành cho má đó. Đáng lẽ là ngày hôm qua tụi con tặng cho má, nhưng mà có trục trặc xíu xíu nên hôm nay mới tặng được. Trời ơi, cảm ơn hai đứa nghe. Cảm ơn con trai. Dạ. Trời ơi, cũng biết tặng quà 8 tháng 3 cho má nữa chứ. Dạ. Trời ơi, vàng hả? Dạ. Nhìn cái hộp là biết rồi.
thì học vàng phải đựng vàng chứ má. Trời ơi thiệt á. Ôi có con trai sướng thiệt á nghe. Chị ơi đẹp má. Đôi bông tai đẹp quá trời con ơi. Đẹp. Dạ. Má con tụ họp bàn tán gì mà sao thấy vui vậy? Biết hôm qua ngày gì không? 8 tháng 3 chứ gì. Ờ ngày 8 tháng 3. Ừ. Con trai ông á tặng quà cho vợ nó nè. Rồi tặng quà 8 tháng 3 cho má nó nữa nè. Chứ đâu phải như ai kia 8 tháng 3 mà không biết quà gì cho vợ hết. Nó tặng cái gì? Đôi bông tai đẹp không? Bà thấy đẹp không? Đẹp sao không đẹp? Vừa ý không? Vừa ý sao không vừa ý? Chà, cũng giỏi dữ nghe. Chắc lựa lâu lắm nè mới tặng cho má mày vừa ý dữ vậy ba nè. Đẹp má ha. Cái chuôi bông tai đâu? Thì chuôi đâu? Nè, cái chuôi đây nè. Chuôi nằm ăn hả? Bông phải có chuôi chứ. Ê, đúng không? Đó. Không tin dở hộp ra coi. Rau răm ở dưới, có mồi ở trên. Đó. Ủa, cái chuôi nè. Ừ. Cái chuôi này là của đôi bông tai này nè. Ừ. Rồi cái mình để vô cái mình đeo được nè. Ừ. Lúa mua tặng cho măng nè. Không phải của con. Tặng quà cũng cực kỳ á. Ừ, làm cho bà bất ngờ. Chứ tháng 3 tôi không tặng quà cho người ta được. Không lẽ bà kế bên tôi quên bà. Biết rồi. Chúng ngủ không biết nên mua gì tặng vợ đây ta. Ê co. Ủa anh Teo. Gì vậy? Đi ruộng mà vui như vậy hả? Kiểu này chắc chúng mua hay gì rồi đúng không? Đó đó. Dạ. Chúc mừng nha. Dạ cảm ơn anh. Đi đi. Đi đâu anh? Đi ăn mừng. Ăn mừng gì? Ăn mừng mày chúng mua chứ gì. Anh rảnh quá, nhà đơn đơn đê đê công chuyện, giờ đi ăn. Trời ơi, thì công chuyện nhà để mơi mốt bữa kia gì làm. Chúng mùa phải đi ăn mừng chứ mày. Bộ ai cũng rảnh như anh vậy. Anh Thần ơi. Ờ, mà cũng rảnh thiệt ha. Ủa, sao mấy bữa nay không thấy thằng bãi cò nó qua không? Chắc nó lo ba cái lúa thóc lu bu công việc không rảnh chứ gì. Hồi bữa nó cũng có nói với tôi rồi mà quên. Thì qua tới kìa mới nhắc tới liền. Dạ thưa tía má mới qua. Bái tao má mới nhắc tới thời có mặt liền thấy không. Còn nhắc con vụ gì tía má? Sao bận lúa thóc quá không qua được hả con? Dạ con đưa cho người ta cắt lúa hả má. Dạ hả? Sao giống đó thấy được không, ngon không? Dạ ngon tiếp. Trời ơi người ta nhìn vô là ta phái liền. Con còn phái nói chi là thương lái. Má mày mà nghe nó bao khoái lắm kìa. Thấy hồng mặt mày hay hưởng liền đó. Làm gì mà có tiền là má khoái à. Không nè. Con trúng mùa khoái rồi. Rồi cố gắng phấn đấu nha. Năm nay lụm cái nông dân giỏi cái coi. Dạ. Ngon lành à. Dạ. Hôm nay không khí bình thường mà sao thấy nó bứt rứt, nó chật chật cổ cổ sao áo em nó bị nó nở sao? Bữa nay tao nhìn mày hết ra. Dạ sao nó nặng nặng sao người em sao? Là gì? Làm gì mà đeo vàng thấy phất ứng? Mày biển ba lít lấy rồi phải không? Lấy chỗ này hả? Lấy phe cổ á? Nên mình đem vàng mình để về chứ không à, phải để về cho tao mới biết. Để vậy đó ra ngoài đường đi lên Sài Gòn á. Hả? Nó giật có bữa gãy cổ gãy họng rồi chứ. Em đeo nhầm nhò vậy? Trời ơi, vợ em mới đeo sợi tiền nhé. Chết
vậy nè. Tưởng là mày nói cỡ đầu gối nữa chứ. Đâu, cỡ này nè. Đeo là body khum lưng luôn đó. Ừ, tao dạ. Nó chết bây giờ gãy sống gãy cổ chết giờ nè. Dạ, có cổ không đeo rồi, tao không biết mà cổ anh hai ơi. Ừ. Vợ chồng mày tên Ba Đợi giờ lên đời luôn phải không? Không giấu gì anh, trúng mùa, trúng vụ lúa, bán lúa vừa rồi nè, tiền quá trời làm gì sắm vàng đeo. Công nhận cái giống lúa của anh Tâm á, trời ơi, cho ra năng suất khủng khiếp thiệt chứ. Tao là mày biết rồi đó, tao không đi ra thôi, tao mà đi ra mà tao đi về là đem về có lợi cho bà con xẻo lá không à. Tao bê cái giống lúa dữ lắm. Tao nghe giống lúa nào mà trồng xuống năng suất cao nè, dễ trồng nè, thu hoạch đồ rồi bán có giá là tao đem về cho bà con mình, đúng không? Mà nói tao nói qua cơn bị kịch đến hồi Thái Lai. Cái lúc mà hai anh em mình đem giống lúa về muốn giới thiệu cho bà con trồng á. Trời đất ơi, ai cũng nghi ngờ nói xấu anh em mình tùm lum tới la. Ai vậy? Ông Chính Đợn. Nghe nói chuyện rồi chú với hai lúa đi về thu hoạch khá lắm hả? Dạ, không giấu gì anh. À, tao nói đi một ngày đàn học sàng khôn, bây giờ em mới biết đó. Mà quan trọng là anh hai ảnh đem được cái giống lúa năng suất tuyệt vời rồi đem về cho xứ mình. Năm nay anh dùng cái giống lúa đó nha. Thôi, tôi quen xài cái giống lúa bản địa truyền thống hồi xưa giờ rồi. À. Sợ làm cái giống mới nó không hợp thuốc. Rồi lỡ mà sâu rầy nó quất một cái là thôi gia đình tôi ăn cám luôn á chú ơi. Anh nói vậy sợ phiền lòng anh hai. Có câu kiến nghĩa bất trí vô vọng giả, tức là anh phải xác định là cái giống lúa này nó tốt, anh mới đem về cho anh em. Nó đặc biệt là cho năng suất rất cao, mà lại là kháng rầy, kháng khuẩn nữa. Không có vấn đề đó đâu, anh yên tâm đi. Thôi, không dám đâu. Chú nếu mà thấy tốt thì chú với hai lúa làm đi, tôi không dám. Bây giờ nói túm lại là anh không có dùng giống lúa này phải không? Đúng rồi, chú thấy tốt thì chú cứ làm, còn tôi sợ. Cảm ơn chú nhiều. Thôi bây giờ tôi nói trước nha. Ừ. Tôi có thiện chí giới thiệu giống lúa mới cho anh không dùng thì bây giờ tôi nói trước, mai mốt tôi với anh hai mà trúng lúa bể bồ á thì anh đừng có tức bể mặt rồi lại lăn ra chết là tốn tiền cháu khoe tôi nha. Giờ làm gì? Thì chú làm đi. Cạn đìa mới biết lóc chê nha, chưa biết giống nào hơn giống nào đâu nha. Đợi đó, cà phê tự trả đi. Cái thằng cha vô duyên. Rồi giờ thấy em trốn quá kìa, tò tò theo hỏi mua giống. Thôi đi bà ơi, bán cho ổng đi. Hơi nào dẫn bà con chồng sớm không? Thì em bán gì sao không bán. Nhưng phải nhấn một cái, để mai mốt đừng có cái tật đó nữa, đừng có dạy ngươi nữa. Anh em mình đem giống về cực khổ về bà đặt. Đó, vợ em đó. Bây giờ bà thương em ghê lắm, đi chút xíu mà chưa đúng đích, bà bám như Sam. Bà thương đâu, nó sợ mày đi làm mất vàng, trúng giật mất á. Alo anh nghe mình. Cái gì? Nữa luôn hả? Giờ đeo vô sành ông lân luôn vợ á. Sao? Rồi anh biết rồi. Thôi khỏi nói. Nó kêu mày về đi mua vàng nữa chứ gì. Sao anh hai biết hay vậy? Trời đất ơi, tao dồn cái mặt mày là tao biết rồi. Dạ em về đi mua nữa. Anh hai tính tiền mà em ly cà phê đây luôn nha. Ê, mua vàng nhiều quá, phải trả tiền cà phê chứ. Dạ em không có tiền lẻ, tiền vàng không à. Mấy dạo này nó kẹo thiệt chứ. Để dành tiền sắm vàng với sắm hòm á. Xong, có ai nấy có phần hết. Thôi, tiền đâu nhiều dữ vậy anh? Chúng mua. Em thích gì nói anh mua tặng cho. Ồ, nay hào phóng dữ vậy ta. Chồng em mà. Em thích gì là anh mua thiệt đúng không? Chứ sao? Vậy để em suy nghĩ coi. Em thích Thích gì? Em chưa có nghĩ ra nữa. Mà thôi, khỏi mua đi. À, đợi. Đưa tiền giữ hết nha. Xem khốn vậy. Thì bây giờ em chưa có nghĩ ra. Chừng nào nghĩ ra em lấy tiền đó em đi mua, coi như là anh tặng em rồi. Trời, em khôn, không chừa đường người ta khôn luôn. Nè, giữ đi. Còn phần này á, anh đem qua tiếp. Nó đưa là đưa thiệt á hả? Tiền anh cũng là tiền em à. Ờ, vô ăn cơm đã rồi hẳn qua. Thôi, đi sớm về sớm. À, em có đói á, thì ăn trước đi. Em chưa có đói. Em chờ anh về ăn chung với em luôn nha. À, anh đi sớm về sớm. Sẵn ghé nhà má ếch, đón một cốc về. Thôi. Đón nó về, đi sắm đồ, rồi gửi lại má ếch. Sắm đồ à? Thì anh đi đi. Ừ. Bà
bầy cò trắng bay qua không xà xuống đồng ruộng mới. Đàn gà đầu thôn còn nương giấc trưa không thèm lên tiếng gái bọn sáo đậu sừng chậu hót mai cũng nghe buồn. Hay quá ba đời ơi. Ai vỗ tay vậy ta? Chính nè. Anh Chính nào? Chính đờn với Chính nào? Trời ơi, anh Chính đờn anh phải dắt cái đờn trên vỗ tay tưởng anh Chính tay không bộ à. Lúc nào cũng dắt cái đờn người ta mới biết mình Chính đờn à, sao? Ủa anh Chính đi đâu vậy? Tìm chú chứ đâu. Ủa kiếm em chi? Thì kiếm hỏi chú như cái vụ đó tới đâu rồi. Cái vụ... À nhớ rồi phải không? Cái vụ nào? Chú giỡn hoài. Cái vụ giống lúa mới đó. À cái vụ giống lúa mới đó hả? Ừ. Cái vụ giống lúa mới đó em phải ngâm cứu nữa. Ngâm nữa? Ngâm nữa. Phải ngâm kỹ lửa vô giống như là anh ngâm rượu vậy đó. Anh ngâm rượu khi nằm ở cái rễ cây nó ra gà vàng ươm luôn á. Anh uống vô á nó mới bổ gân bổ cốt được. Chứ còn anh mới đổ vô cái sột anh múc ra nó trắng nhách á là như rượu đế. Nó không có ít nghĩa vậy. Trời đất chú ơi, ngâm lúa giống mà chú làm như là ngâm rượu rễ nhào vậy, đợi cho nó vàng nữa hả? À, nó tương tự vậy đó, ngâm rễ nhào ra rễ nó vàng lên là dạ dạ phải ngâm nữa cho nó ra rễ dạ. Tới nó xanh um như râu chú vậy hả? À, dạ dạ giống nó tương tự vậy đó. Dạ đúng rồi đó. Vậy dạ, dạ 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 vậy ngâm nữa đi. Dạ đúng rồi, ngâm cho nó úng luôn. Dạ không, cái giống lúa thác á, giống lúa thường á thì anh ngâm lâu nó úng, còn cái giống lúa mà em với anh hai đem về nó có sự đặc biệt. Anh ngâm càng lâu rễ nó ra càng nhiều. Anh tính Chính biết không, có khi một hột lúa nó ba cái rễ không á. Anh hạ thủy một cái, nó tiếp đất nó phật lên. Đây nè, lúc bấy giờ nó cộng nó như vậy. Ừ, vậy nó phải ngâm nữa. Vậy nha. Ngâm nữa nha. Dạ đúng rồi. Ngâm dạ, cho dạ. Nó úng luôn. Dạ, 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 dạ. Ủa rồi xách phân đi đâu không rải? Cái này phân hả? Ừ. Đâu phải. Giống lúa của em nó không cần phân. Cái hột lúa nó có chất dinh dưỡng ở trong hột á. Anh hạ thủy một cái nó gặp đất, chất hữu cơ nó phật lên rồi. Nó giống như vậy rồi, không cần phân. Ừ. Đây là cá lóc nhảy hầm. Cá lóc. Cái lóc con nào cũng lấy cỡ này nè. Dữ vậy hả? À, cá chà phượng mới ăn nha, cá bự không ăn nè. Cá rô con nào cũng lấy cỡ này. Mình nướng cái, muối ớt mình chấm. Rau chấm cá mình kẹp, cái mình cái rượu hồi nãy mà rễ nhào vàng vàng đó. Mình đến một cái, trời ơi chắc em sống không nổi quá Chính đâu ơi. Có rượu đâu không phải rễ nhào. Chứ hả? Rượu lúa giống của chú á. À cũng được, có khi mình chiên xong mình ăn cơm cũng được, khỏi uống. Dạ, kệ nó khỏi uống cũng được. Tía, tía. Tía ơi. Gì vậy? Ủa tía đây hả? Dạ. Tía. Dạ, lúa bán xong hết rồi tía. À. Đây tía. Mới bán lúa rồi hả con? Dạ. Trời đất ơi. Hả? Nghe cái hơi tiền cái xuất hiện liền ông nội ơi. Cái này á là tình cờ thôi à. Chứ sao tôi biết mấy cò qua lúc nào tôi đó. Tình cờ cái gì? Sao sáng giờ tôi ngồi đây tôi không thấy mà tình cờ bãi giường nghe tiếng tiền cái là bán lúa hả con? Sao trúng không con? Dạ không những trúng mà là trúng lớn nha má. Bởi vậy má nói má đi ngang cái đám ruộng của con á má thấy là má biết chắc chắn năm nay là con trúng lớn rồi. Dạ. Giống là dễ trồng không con? Dạ dễ trồng lắm tía. Lúa mình á là giống lúa hữu cơ, không cần bón phân nhiều cho nên lợi dữ lắm. Vậy đó hả? Dạ. Nói vậy á là cái đợt ông đi vừa rồi ta nói có lợi quá ha. Trời đất ơi, mà thấy tôi hồi nào tới giờ đó bước ra khỏi nhà có lần nào không có lợi không? Lần đó mà bà không điện thoại kêu tôi về hả, không chừng còn gặp những cái còn nhiều hơn này nữa đó. Thì bây giờ đang rảnh rang nè, đi đi, đi nữa đi. Đi mà đừng có điện thoại kêu tôi về nha. Trời, ai thèm gọi. Làm như mình có giá lắm vậy. Tôi hứa đó, hứa không thèm gọi luôn á. Bà mà có tiền cái gì mà bà không hứa. À, cất đi. Trời ơi, có kìa bảy. Chuyển màu cái mày thấy lẹ ghê không kìa. Đó, thấy như thuốc tiên vậy. Thấy tiền là có mặt khác liền à. Tía con làm quá. Thì tôi cầm tiền đấy cũng lo cho gia đình thôi. Chứ lo gì cho tôi. Thì tôi biết bà lo cho gia đình đó. Nhưng mà đưa tiền cái mặt bà khác. Còn không đưa tiền thì nó mặt nó khác. Tiền ai không thích tôi đi cất nghe. Không. Trời ơi. Bởi vì anh em mình cũng có duyên quá hả chú ha. Gặp nhau hoài. Duyên gì đâu nơi. Xẻo lá này có quán cà phê. Thì ai muốn uống ra đây gặp mặt nhau rồi. Chứ duyên nở gì. Để ý anh mới rảnh á. Lúc này đi đâu cũng thấy anh bám bám sau lưng à. Ừ, thì thu hoạch lúa xong đâu có gì làm. Vậy ha. Ừ.
cái vụ mà tôi nhờ chú á tới đâu à? Nhờ vui vậy cả. Thì cái vụ lúa giống đó. Ôi trời đất ơi, thôi chết rằng chính rồi. Thôi cho tôi xin lỗi anh đi. Tôi nhớ là tôi có hứa với anh vụ nghiên cứu vụ giống đúng không? Nhưng mà tôi nói về tới nhà cái bận bù khú hết trơn, cái không nhớ nổi luôn đó. Bận lắm hả chú? Dạ, không giấu gì anh. Nói chung là giờ mình thu hoạch rồi, cái là tiền nhiều quá. Vợ tôi mới nói bây giờ tiền mà anh để lâu quá nó mất giá, thôi giờ mình mua vàng. Mà anh mua vàng anh tập kết một nơi đó, chẳng khác là anh vụ ăn trộm. Vậy nên mình mới xé lẻ nó ra. Thí dụ giờ 10 cây mình để ăn gốc, 10 cây mình để gốc, 10 cây để gốc, tôi để còn mấy chục gỗ rồi đó. Rồi mỗi lần tập kết lại mình điểm danh đó nghe, tôi nói đổ mồ hôi hột chứ không trời á. Vàng nhiều cũng khổ vậy đó. Dạ. Vậy chứ anh có coi phim mà người già cũng khóc không? Hai chồng tôi khóc sát đêm luôn đó. Đó. Dạo này thấy chú ốm mà sanh ra nữa. Dạ bởi vậy. Vậy lúc nào rảnh á, chú nhớ nghiên cứu giùm tôi nha. Rồi, hứa với anh liền. Khi nào rảnh nghiên cứu liền. Đó, thấy không? Mới ngồi chơi nóng đít là nhắn tin về mua vàng nữa nè. Vậy không mới chết chứ. Già quá mà sao xài điện thoại? Không, vậy anh không hiểu rồi. Cái điện thoại cảm ứng á là đang định vị Hugo vàng ở nhà, là nó nằm ở vị trí nào. Anh đem đây lỡ mất cái lặng trộm lù hết mười mấy tổ rồi là hết tiền. Yeah. Này nghe gọi thôi mà. Tính tiền à. Thôi. Để tôi trả cho. Chú bận chú về trước đi. Ê, tôi uống mạnh trả tiền có kỳ không nha? Kỳ gì không biết nữa, có một ly cà phê thôi mà. Chuyện nhỏ. Anh em ở sớm có ly cà phê chuyện nhỏ ha. Anh nói tôi nghe phải lẻ đó. Chứ giờ trong người tôi đâu có tiền lẻ. Tôi giờ toàn là tiền vàng không mà. Không lẽ giờ tôi lấy vàng ngắt thì trả ly cà phê. Đúng rồi. Tôi ngắt lỗ tài cái diễm hồng thối vậy. Mỗi tài à. Đúng, dạ. Tôi biết. Thôi vậy anh bao tôi ly lại đâu nha. Đúng rồi, chú đâu có xài tiền mặt đâu. Dạ. Cứ xài vàng không. Dạ. Vậy thôi tôi đại diện gia đình xin gửi đến anh là cảm ơn sâu sắc nhất nha. Dạ dạ. Thôi tôi đi đây. Dạ. Cẩn thận nha. Có chân đạp hột xoài té gãy răng á. Ủa anh hai. Dạ. Trời ơi mừng quá, gặp anh hai mừng quá. Ngồi anh hai. Ngồi đi anh hai. Ngồi đi. Làm gì bữa nay gặp tôi cô mừng hi hai hửng vậy? Ô gì kìa anh. Rồi ý như cũ. Dạ. Ý quên em nói anh nghe nè. Hả? Bữa nay em uống cà phê khỏi trả tiền. Ủa, cô Trung Anh hả? Ừ, đâu phải em. Khi cô Tám đầu chợ á, cô nói cô nhờ anh. Mà năm nay cô trúng mùa quá cho nên á, cô nói anh mà có tới đây uống cà phê á, khỏi trả, cô đãi anh. Chứ sao được? Anh ơi, có sao đâu. Anh để cho bà con tỏ lòng cảm ơn anh chút chứ. Bà con lối xóm không mà bà nó bắt khách sáo cái gì không á. Thôi mà, thêm có đi cà phê đâu có sao đâu. Nói với bà lỡ lần này thôi nghe, lần sau không có gì nữa nghe. Đúng rồi, anh yên tâm đi, bà nói bà trả lần rồi, tiền đâu bao hoài. Ủa, về rồi đó hả? Tôi dọn cơm ăn nha. Khoan chút quá, mới về cái đọp để mà ăn, cái gì mà ăn mà liền. Ăn thôi, hỏi có một câu làm chứ. Từ. Ủa trái cây đâu dữ hả? Trái cây của bà Chính cho. Bà đem qua bà nói cảm ơn ông. Cái vụ giống lúa mới á. Trời đất ơi mấy bà này. Lúa xóm không mà làm như cái gì. Thôi kệ đi không. Biết đâu ta làm vậy người ta thấy vui. Bà. Hả? Lát lấy tiền đi mua vàng đeo đi. Hả? Chút vô lấy tiền mua vàng đeo đi. Mua vàng đeo? Ừ. Thiệt không á? Để gỗ trống lỏng gì. Thiệt hả? Mua vàng đeo? Mấy bà khoái đeo vàng lắm mà. Ừ, vàng mà không thích đeo chứ đeo gì. Ừ, mua đeo đi. Để vợ chồng ba lợi đeo mình nó buồn. Đeo để phe qua phe lại cho nó vui. Ừ, ông nói tôi mua vàng tôi đeo thiệt á nghe. Trời đất ơi, để tôi nói chơi bà chứ. Về chuyện đeo này chắc đẹp lắm á. Ừ, mua cộng lượng á. Nha. Đeo cho nó quằn gần cổ luôn. Ông vô dọn cơm ăn đi rồi đi mua vàng. Ủa mới nói chưa đói đây mà. Thì nãy chưa đói nhưng bây giờ đói nè. Mà đói lẹ dữ. Ừ thì dọn cơm tôi ăn đi rồi đi mua vàng. Biết rồi. Bà chỉ có hai cái tôi thấy bà vui nhất à. Một là đưa tiền, hai kêu đi mua vàng đeo. Mặt mày hí hai hí hửng nè. Mua vàng nghiệt. Ừ. Thank you.
Ủa đợi. Dạ. Đi đâu mà uống cà phê có mình anh à? Ừ. Thì có mình anh thì uống mình anh. Vậy đâu có gì đâu mà thắc mắc. Mà anh cũng đi mình anh. Sao uống cà phê sớm vậy hả? Thì công việc xong sớm thì mình đi uống sớm. À cái này tôi hiểu. Tại vì lúa anh nó thắt quá đó. Anh gặt chừng ngày mấy xong cái gì là rảnh rồi cái gì. Ờ. Mà nhắc cái vụ lúa tôi mới nhớ. Tôi nói anh rồi là tôi không có thời gian nghiên cứu. Ý tôi là... Ý của anh là muốn tôi nghiên cứu cái giống đó cho anh phải không? Không. Tôi nói anh là thời gian bây giờ tôi đi mua vàng còn không kịp đâu đó. Mà đi nghiên cứu cho anh hoài mệt quá. Ông im đi. Tôi nói là thằng Bảy Còn nó chưa giống cho tôi rồi. Chờ ông lâu quá. Thằng Bảy Còn nó chưa giống cho anh rồi. Chứ chờ ông biết chừng nào. Ông ngâm hoài. Trời ơi. Thằng này uống mà nó khung nhà vậy trời. Chết với thằng Vinh Hai rồi. Ê ê ê ba đời. Cái gì? Chưa trả tiền cà phê. Thì anh bao nhiêu tôi giống hôm bữa đi. Không. Hôm bữa khác nay khác. Của ai nấy trả. Tôi có vàng đâu không có tiền lẻ sao trả. Bán vàng ra trả. Vàng nhiều mà ăn uống thiếu chịu kỳ lắm à. Ừ. Giờ làm gì? Để tôi cố sĩ với màu mày không dính gì tới anh đó. Nhiều chuyện. Giàu mà hạ tiện. Nhưng mà nó hơi rộng ngàn sau mình cắt thêm cái hai cái ở đây là đẹp nè má. Thôi kệ để đeo chứ cắt uổng lắm con. Nhìn cái má vừa ý ghê luôn á. Trời. Con biết không hồi nãy vô tiệm vàng á. Trời ơi. Tao nói hả nó choáng mắt má luôn. Má không biết lựa cái nào luôn á. Thế hả? Ôi, mà phải choáng vậy á người ta bán mới được á má. Ê, sao con không lựa cái đeo? Dạ mua chứ. Nhưng mà con chờ chồng con nhờ chở con đi mua luôn. Thôi, Bảy Cò. Nó đàn ông con trai biết gì mua. Nó không có biết lựa đâu. Mình nè, mình phụ nữ nè, mình mới biết lựa cái mình thích chứ. Chồng con chở con đi mua khác. Ủa, mua gì? Dạ, tụi con tính mua cái nồi cho em bé má. Chà. Con dâu của má giỏi ghê luôn á. Tụi nói có gia đình sắp có con rồi cái biết suy nghĩ quá. Anh hai, anh hai. Anh hai có nhà anh hai ơi. Gì ba đợi? Anh ngồi nhà uống trà hả? Hèn chi chạy qua quán cà phê không có thấy anh bà anh. Có chuyện gì không? Em làm ly trà cái đi. Nè. Uống cái ngang. Trà của anh hai nhà có điều kiện, ly trà nó khác, uống vô nó thấm, thấm ghê lắm nha. Anh hai nè, có chuyện hết sức quan trọng luôn. Chuyện gì? Em nghe nói ở bên đó, huyện Dòng Trôm á, nó có cái giống lúa tím mới, thật là đặc biệt nha anh. Vậy đó hả? Dạ. Mà em nghe đâu là xuất xứ cái giống lúa này là nó có từ bên Nhật á. Mà người ta trồng giống như phân hữu cơ giống như mình. Mà cũng giống tương tự như những giống lúa mình đang trồng hiện nay. Còn cái thu hoạch nó là thôi khỏi bàn với người Nhật rồi. Cái năng suất nó thì khỏi bàn rồi. Vậy tao mày đi xuống dưới coi thử coi sao? Chừng nào đi anh? Thì đi bây giờ chứ. Trời đất ơi, anh hai còn nóng hơn ly trà em mới uống luôn đó. Trời ơi, để lâu nó nguội sao mày? Vậy hả? Như vậy là em quá mừng rồi. Bây giờ em về bển em hút mấy bộ đồ anh hai qua hút em cái mình đi luôn nha. Lẹ nghe. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Vậy vô cuốn đồ đi liền chứ. Tía đâu mà má ngồi có mình vậy? Đi nữa rồi. Tía đi đâu má? Thì hôm qua ba đời nói mới tìm thấy có giống lúa mới nào đó. Rồi hai ông rủ nhau đi rồi. Dạ. Ồ, tía đi là đi công chuyện chứ đâu phải đi chơi đâu. Sao mặt má không vui vậy? Ông đi kệ ổng với mắt mới thì tao không vui mày. Đó, thể hiện rõ luôn á. Không những không vui mà còn quạo nữa. Bộ mặt kỳ lắm à. Khó chịu lắm. Đó, vậy mới dễ thương nè. Ôi, qua kiếm ổng chi vậy? Dạ, định qua ngủ tía đi uống cà phê. Ủa má, tía có nói chừng nào tía gì không? Không. Rồi má không hỏi hả? Ờ hen, quên. Sao không hỏi? Thì giờ lấy điện thoại ra hỏi đi. Ờ hỏi chứ. Dạ. Quên.
Alo, ông hả? Ở chừng nào về? Mới đi hôm qua bữa nay gọi à. Chị nào xong công chuyện tôi về. Ủa bữa hôm nói không điện không hỏi mà. Sao nay điện chi vậy? Tôi tắt máy à. Alo, alo. Sao má? Tí nói chừng nào tí về. Ủa có nhiều cũng khó chịu nữa. Tại mày á. Biết hỏi gì cho ông la tao vậy? Ủa tự nhiên má giận cá chém thớt. Má giận tí má chửi con là sao? Ủa anh ba đâu đây? Trời đất ơi, quán cà phê mà khách vô hỏi đi đâu đây? Thiệt là cho một ly đi. U kỹ hang. Trời, giờ này mà u cho kỹ chắc thức tới sáng à. Cho một ly chanh muối đi. Trời, được rồi, đợi chút nha. Ừ. Ủa anh ba? Trời đất ơi anh Vũ. Sẵn dịp anh qua chơi để em lấy thêm cái chén mời anh lại ăn cơm luôn nha. Rồi thôi cảm ơn. Hồi chiều giờ có ăn cái gì đâu mà đói. Anh Vũ. Hả? Cái mâm cơm này anh Vũ nấu đó hả? Đúng rồi. Quỷ thần ơi. Tại vì ở bển ăn cơm một mình buồn cho nên qua đây ăn chung cho vui. Wow. Quý hóa hóa luôn nè. Nè. Cái chanh của anh ba. Rồi, cảm ơn cô Hồng nha. Cô Hồng. Ừ. Bước sang năm mới an khang thịnh vượng rồi đó nha. Thần thầy gõ cửa rồi đó. Bữa hổm á, qua pha phụ cà phê. Bữa nay vô bếp là mổ xin luôn phải không? Vậy là phải giữ kỹ phải không anh? Đúng rồi. Tại nay bí quyết là phải biết quý. Cái này không phải người thường đâu. Anh ba giỡn quá à. Anh Vũ nè, mình đã coi mắt nhau kỹ lưỡng rồi. Bây giờ mình bỏ hàng rào thưa. Đám hỏi đám cưới mình dòng một luôn. Để hai người vợ ở chung luôn đi cho nó ấm cúng. Anh này thiệt á, anh tính gì cái chuyện gì sớm dữ vậy không biết. Thánh thần thiên địa ơi, từng tuổi này mà còn sớm hả? Em à, anh ba anh vui tính lắm. Nhưng mà anh thấy anh nói đúng đó. Hay là mình cũng tính chuyện đám cưới luôn đi. Sao được. Lỡ còn con cái của anh nó không đồng ý thì tính sao? Em yên tâm đi, mấy đứa nhỏ của anh nó ngoan lắm. Với lại nó rất là thương anh. Anh nghĩ tụi nó không bao giờ phản đối chuyện của tụi mình đâu. Để anh gọi điện thoại kêu tụi nó trên đó sắp xếp công chuyện đặng về quê. Rồi anh nói chuyện của tụi mình cho tụi nó nghe luôn nha. Thôi biết rồi, sự có mặt ở đây nó hơi thừa phu. Anh ba đi về cho đôi trẻ nói chuyện nha. Anh này thiệt à. Ê ê ê, uống nước cho trả tiền kỳ quá. Nay vui quá rồi, tính thì nước kỳ lắm. Nhưng mà uống nước không trả tiền cũng kỳ lắm. Vũ tính nhiều nhiên. Ông này thiệt à. Kệ ổng, em ghi sổ ổng. Ăn cơm đi. Ba, con mới về hả? Con nhìn đi, ba tính chọn chỗ này chụp hình cưới của ba đó. Ba đã lớn tuổi rồi, cưới xin gì nữa mà cưới. Con sao vậy? Ba cưới vợ thì có làm sao đâu. Với lại ba ở dưới quê có một mình à. Có thêm một người nữa bầu bạn lúc tuổi già thì có gì là không tốt hả con? Nhưng mà ba đã lớn tuổi rồi, rủi bạn bè đồng nghiệp của con họ biết chuyện á, họ sẽ cười nhạo vô mặt con. Ý của con là ba đi bước nữa làm con mất mặt với mọi người đó hả? Đương nhiên rồi, còn bên nhà vợ con nữa, ba phải nghĩ cho hai vợ chồng con nữa chứ. Thôi ba hiểu rồi, con về lại Sài Gòn đi. Ý ba là sao? Ý của ba là chỉ muốn con về đây nói cho con biết chuyện thôi, chứ không phải là hỏi ý kiến của con. Còn chuyện này ba sẽ làm theo ý của ba. Ba nói là ba hiểu rồi, ba còn tự muốn quyết định là sao? Nếu như con coi trọng cái nhìn thiên hạ hơn cái hạnh phúc của người ba này á thì thôi, ba con mình không còn chuyện gì để nói với nhau nữa hết á.
Không được, mình phải tìm cách khác mới được. Em, có chuyện gì mà em kêu anh qua giờ này vậy? Mình chia tay đi. Em nói cái gì kỳ cục vậy? Tôi không muốn quen anh nữa. Nhưng mà tại sao? Có chuyện gì với em hả? Tôi chỉ nói anh đừng có làm phiền tôi nữa. Sao tự nhiên thay đổi 180 độ vậy? Mới ngày hôm qua em còn bình thường mà. Hay là anh đã làm gì sai với em đến mức mà em phải đòi chia tay vậy? Anh còn nhớ anh đã từng nói là sau này tôi muốn sao anh cũng không có nói gì hết. Bây giờ tôi muốn vậy đó, anh cũng không nên ý kiến gì hết. Không được, không được. Nhưng mà em phải cho anh biết lý do chứ. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Tôi nói anh đi về đi. Sao tự nhiên đang yên đang lành vậy rồi chia tay? Tôi thấy suốt thời gian mà cô Hồng quen với chú thấy cô vui vẻ lắm mà. Thiệt sự em cũng không biết tại sao nữa chị hai. Không biết sao thì bây giờ chú phải chạy đi kiếm cổ hỏi thử còn sao, chứ bây giờ ngồi đây làm chi. Chú đã ghé quán cà phê của cổ chưa? Có rồi, nhưng mà ủa, em định đi đâu mà đóng cửa quán vậy? Tôi thích thì tôi đóng thôi. Anh đi về đi. Anh không hiểu tại sao tự nhiên em lại đùng đùng đòi chia tay anh vậy. Anh không hiểu gì luôn á. Có chuyện gì em phải nói rõ ràng với anh một tiếng chứ. Tôi với anh đã nói tiếng chia tay rồi. Đường ai nấy đi, cần gì phải hiểu nữa. Rồi khi nào em mở quán lại? Chừng nào anh đừng tới làm phiền tôi nữa. Diễm Hồng, chị hai, chị coi có cách nào hay thì chị giúp em đi. Tôi cũng đang nghĩ mà chưa có cách nào hết nè. Bà Hồng là thiệt, tự nhiên thay đổi 360 độ là sao? Bà nói chuyện với cổ một lần nữa thử coi sao. Tôi nữa hả? Thì chứ ai giờ, bà đàn bà nói chuyện dễ hiểu hơn. Không lẽ tôi? Ráng giúp em lần này đi, chứ cậu cứ tránh né em suốt như vậy em không còn cách nào khác hết á. Chị giúp em nha. Chị hai kêu em qua đây có chuyện gì không vậy? Uống miếng nước đi. Dạ. Cảm ơn chị. Chắc là khóc nhiều lắm phải không? Nhìn hai con mắt sưng hết rồi kìa. Dạ đâu có. Em đâu có khóc gì đâu. Chắc là bụi á. Em đi đó vào đây bụi vô mắt em á chị. Đừng có giấu tôi nữa. Tôi nhìn á là tôi biết liền hả? Bộ cô với chú Vũ có chuyện gì phải không? Sao đang yên đang lành đòi chia tay nữa vậy? Chị kêu em qua đây hỏi chuyện này đó hả? Em nghĩ mọi chuyện tùy duyên thôi chị. Duyên phận tới đâu á thì mình hay tới đó. Mình có muốn
cũng không được. Thôi đừng có nói cái chuyện duyên phận với tôi. Giờ nói nghe thử coi là cái chuyện gì mà sao tự nhiên chia tay chú vậy? Em nói chị hai nghe, chị hai đừng có nói ai nghe, cũng đừng nói cho anh Vũ anh nghe, anh buồn nha chị. Tôi biết rồi, cô yên tâm. Chuyện vậy uống cà phê hả cậu? Ngồi đi. Cậu uống gì? Cho con một ly cà phê. À, đợi chút nha. Bà này phải chơi chiêu đánh đòn tâm lý thì mới được. Cà phê của cậu nè. Con là con trai của ông Vũ. À, vậy hả? Con có nghe ba con kể về chuyện của ba con với cô rồi. Con muốn nhờ cô giúp con một việc. À, được chứ. Con cứ nói đi. Cô giúp được là cô sẵn lòng à. Mười việc còn được chứ đừng nói một việc. Chỉ cần một việc thôi là đủ rồi. À... cô, chia tay với ba của con đi. Tại sao vậy? Cô với ba của con đã lớn tuổi rồi. Đã ở không tới tuổi này rồi, giờ lại còn yêu đương cưới xin làm cái gì? Người ta nói tới nói lui, cô mất mặt hay sao? Cái gì á, nó cũng có cái giá của nó hết. Ba con á, vốn dĩ chỉ yêu mẹ con thôi. Chỉ vì một chút chống vắng mà tìm tới cô. Chứ ông không có yêu đương gì cô đâu. Con cảnh báo cho cô vậy đó. Con về, cô hãy suy nghĩ kỹ. Ổng đau hoa lắm đó. Cô Hồng. Lại là cậu hả? Lần này tôi về đây là để ngăn cản, nên không dễ dàng bỏ đi như vậy được. Tôi là người sống lương thiện, làm ăn đàng hoàng chân chất. Tôi với ba cậu yêu thương nhau thật lòng. Tại sao cậu lại ngăn cản chứ? Có thật như vậy không? Cô yêu ba tôi hay cô yêu tài sản của ông ấy? Cậu, cậu ăn nói cẩn thận chút nha. Chứ không phải hả? Cô với ba của tôi đầu đã hai thứ tóc, làm gì có chuyện yêu đương chính đáng nữa. Thứ nhất, tôi nói cho cậu biết, cái chuyện tình cảm không phải là chỉ với giới trẻ mới biết yêu đương, tuổi nào cũng có thể được hết. Cậu có ăn có học mà cậu không hiểu biết gì hết trơn. Thứ hai, tôi không muốn nói chuyện với người hỗn hào như cậu. Cậu đi đi. Cô Hồng, tôi nói cho cô hay rồi đó. Vì ba của tôi không chịu chia tay với cô, nên cô hãy chủ động chia tay trước. Đừng để thiên hạ dòm ngó gia đình tôi. Nếu cô là người hiểu chuyện, được như vậy á, tôi sẽ mang ơn cô suốt đời. Thấy con của ảnh nói cũng đúng đó chị. Trời ơi, vậy là cái chuyện hồi trước tôi làm công tác tâm lý cho cô coi như là công cốc luôn rồi đó hả? Thôi, kệ con của chú đi. Nó có cuộc sống riêng của nó. Còn cô chú có cuộc sống riêng của mình. Chứ đâu có phải vì nó đâu mà cô lại làm tình làm tội chú Vũ. Tội nghiệp người ta chứ. Nhưng... em không muốn vì mình mà hai cha con lại sức mẻ tình cảm rồi cãi nhau đó chị. Quan trọng á là chú Vũ chịu xích mích vì cô,
chú Vũ á muốn bảo vệ cô. Chú Vũ thương cô hết lòng vậy còn gì nữa. Tội nghiệp, bây giờ ngã bệnh luôn rồi kìa. Hả? Chị nói anh Vũ anh bệnh hả chị? Anh bệnh sao vậy chị? Trời ơi, bệnh dữ lắm. Đang sốt á, sốt cao nữa đó. Mà không sốt làm sao được. Cô nghĩ coi, ngày nào cũng qua bên quán cô mà đứng ở ngoài đâu có dám vô. Đó rồi mà đứng từ sáng sớm cho tới tối mịt mới về. Trúng nắng, trúng gió, trúng mưa. Đó vừa nằm luôn rồi kìa. Đợi em chút nha. Rồi đi đâu ạ? Em về em pha ly nước chanh nước nóng mật ong đó chị. Rồi em đem qua chị chăm chị cho anh uống giùm em nha. Ôi thôi, quan trọng á là chú Vũ cần có cô. Cần cô bên cạnh chăm sóc kìa. Nhưng mà ảnh có con ảnh lo rồi. Cần chi đến em đó chị. Trời ơi, anh Linh nó về Sài Gòn rồi. Mà nói nghe nè, con chăm cha làm sao bằng bà chăm ông. Trời ơi, nè, anh cần lấy cái gì em lấy cho. Anh cứ tưởng anh có chết em cũng không quan tâm tới nữa. Có tầm bậy tầm bạ không à. Bệnh hoàng không được nói nữa. Im lặng đi. Cháo cho ăn nè. Cháo hành Diễm Hồng là ngon nhất đó. Nè ăn đi nè. Để một chút xíu nữa đó, em xuống em lấy cái chanh hấp gừng á, hấp mật á, chị Hai chị đang hấp á. Để em xuống em lấy rồi về lát ngập hết ho liền à. Nha. Em xuống em lấy liền nha. Em xuống em lấy cái nha. Ôi trời ơi, tay em còn nóng lắm. Em đừng đi. Cậu Kiếm Ai? Cho con hỏi, đây có phải là nhà chú Hai Lúa không? Đúng rồi. Cậu Kiếm ổng có chuyện gì không? Dạ, con không kiếm chú Hai. Em đừng bỏ anh nữa nha. Nghe. Hết bệnh đi rồi hắn nói. Anh đừng có cái kiểu năn nỉ như hồi còn con nít nữa. Nè, ăn đi. Tình cảm đâu có phân biệt tuổi tác đâu em. Nhưng mà rõ ràng em rất thương yêu anh mà. Tại sao vì người khác mà em phải đối xử với bản thân mình như vậy hả? Đó không phải là người khác, nó là con của anh. Tôi nghe cô Hồng nói là cậu đã cản hai người rồi, cậu còn về đây làm chi nữa.
Dạ, con giận nên mới lên Sài Gòn. Nhưng trong lòng không thấy yên, nên về lại để tìm bề chăm sóc ba. Chú Vũ á, ông tức cảnh sanh tình mới đâm ra vậy, chứ có đau ốm bệnh hoạn gì đâu. Cậu cũng thấy rồi đó, chú Vũ ông cần á, là cần tình cảm của con Hồng. Nhưng mà cậu á, cậu nghĩ cô Hồng tham tiền, tham của nhà cậu mới thương ba cậu. Cậu nghĩ vậy là sai rồi đó. Trời đất ơi, cô Hồng á, cổ cũng đâu có nghèo khổ gì đâu. Cổ có quán cà phê bự tổ bố đó, cổ cũng có tiền nhất nhì ở cái xứ xẻo lá này chứ, đâu có cần tiền bạc gì gia đình cậu đâu. Cổ cần á, là cần tình cảm của ba cậu á. Con ngồi đi cô Hồng. Ngồi đi cô. Dạ. Ngồi chú Vũ. Ba, cô Hồng. Cô không cần thứ cô cãi về gia đình con hết đó. Cái cô cần á, là cô cần ở gần ba con thôi. Thôi, mấy người đây tự nhiên nói chuyện nha. Tôi vô trong nằm nghỉ chút, sáng giờ đứng cũng mệt quá. Thôi tôi cũng phải đi nấu cơm đây ha. Em cảm ơn anh chị hai. Ba tin là ở dưới suối vàng, má của con sẽ đồng ý cho ba có người để bầu bạn. Cô Hồng là người bạn tâm giao của ba lúc còn đi học. Hôm nay có duyên gặp lại, ba muốn làm bạn với cô ấy đến cuối cuộc đời này. Ba, thấy cô Hồng chăm sóc ba như vậy á, con cảm thấy hổ thẹn. Con đã biết con nghĩ bậy rồi, con xin lỗi ba. Con hổ thẹn với chính lương tâm của con, hay là con hổ thẹn với xã hội bên ngoài kia? Không có, con... Thôi, hai cha con đừng có tranh cãi nữa. Linh nè, con yên tâm đi. Cô hứa cô sẽ chăm sóc cho ba con suốt đời. Con yên tâm đừng có lo lắng nữa nha. Con xin lỗi cô, con đã sai rồi. Mấy bữa trước con có nói gì quá đáng, cô tha lỗi cho con. Giờ thì con mới hiểu câu con chăm cha không bằng bà chăm ông là như thế nào rồi. Ba với cô Hồng á, tha lỗi cho con nha. Con nói như vậy ba còn nghe được đó. Con ở xa, ba con ở một mình, cô Hồng chăm sóc ba con giùm con nha. Con cảm ơn cô Hồng. Yên tâm đi. La lối ôm sờm đi chăng nữa, mấy thằng ở đâu có ngu mà đứng lại, cho công an bắt nó đâu. Túi sách của cô nè. Cảm ơn anh nha. Không có gì. Ôi da. Cô có sao không? Thì sao với chăng gì nữa, chạy mít mặt tôi nè. Thôi, lần sau đi đường nhớ cẩn thận nha. Ủa, tôi nhìn cái mặt anh quen quen đó nha. Tôi nhớ rồi, diễn viên Thanh Long đúng không? Đúng rồi, chào cô. Anh sẽ không bỏ cuộc, anh nhất định sẽ chờ em. Anh chờ được bao lâu chứ? Bao lâu anh cũng chờ, ngàn năm anh cũng chờ em. Anh về đi. Đừng bỏ anh. Anh yêu em nhiều lắm.
ai đó. Tôi ra liền. Cô đi đâu vậy? Anh đã giúp em rồi á thì giúp cho chót chứ. Giúp gì? Ê cô có biết phép lịch sự khi tới nhà người khác là gì không ạ? Em biết, nhưng với riêng anh thì không. Cái gì nữa? Mà anh có thuốc sát trùng không? Chị? Thì để em bôi vết thương nè. Có. Cô tự bôi đi. Nhưng mà em đâu có thấy đường đâu mà em bôi. Dán tóc lên. Tôi xin lỗi. Mà sao cô biết nhà tôi ở đây tới đây vậy? Thì em đi theo. Cô theo dõi tôi hả? Đâu có. Tại nhà em gần đây chứ bộ. Rồi. Công nhận á, anh đàn ông con trai mà anh khéo tay thiệt luôn á. Chậm có chút xíu mà nó hết đau luôn. Tôi thấy không ai mà vừa bị cướp, vừa bị thương mà mặt mày tươi rói như cô hết. Tại vì gặp được anh ngoài đời á, thì tất nhiên là em phải vui rồi. Ủa? Hai anh chị biết nhau hả? Đúng rồi. Hai đứa tôi là bạn mà. Trời ơi, ngưỡng mộ quá à. Bây giờ xong rồi đó, về đi. Vậy thôi em về. Có gì mà em qua nha. Qua làm chi? Thì qua chơi chứ chi. Bye bye chị Như Ái nha. Chờ em. Chăm sóc người ta tình cảm quá ha. Trời đất ơi, bác sĩ đã dặn em rồi, không được cử động mạnh. Mà em cứ cãi anh không à? Đó em thấy chưa, bây giờ cãi anh là núi đè đó. Em biết rồi mà. Thôi, anh đưa em về. Anh cõng em đi. Nhõng nhẽo không à. Ê. Rồi, cắt đi. Được rồi. Dạ. Cảm ơn nhái nhiều nha. Ủa, có ai tới tìm ông kìa? Anh Thanh Long, anh uống nước đi. Xin lỗi chị Như Ái nha, em chỉ mua có một chai thôi à. Nè, em uống nước đi. Không có gì đâu, chị có nước rồi nè. Anh uống đi. Còn phải chỉnh trang trang phục nữa nè. Thôi được rồi, từ từ chút xíu người ta lo mà. Em lau mồ hôi cho. Rồi, cảm ơn. Vậy anh uống nước đi. Uống đi. Vậy có phải ngoan hơn không? Ngày mai lịch quay có Ái nhiều không? Cũng nhiều. Mà thôi, kệ đi. Ngày nào chẳng như ngày nào. Lâu lâu được nghỉ một ngày tập thể dục rèn luyện sức khỏe ha. Anh Thanh Long. Anh Thanh Long. Từ nay về sau em sẽ làm trợ lý cho anh. Xin lỗi, tôi chưa cần trợ lý đâu. Nhưng mà em làm trợ lý không lương mà. Cô làm cái gì vậy, buông tôi ra coi. Anh không cần á, nhưng mà em cần.
dài như đĩa vậy? Đã đuổi đâu còn theo ám hoài là sao? Không lẽ bây giờ tôi phải chuyển trọ luôn cho chắc? Tôi thì không biết làm sao, chứ tôi thấy người ta thích Long rồi đó. Ê, ấy đừng có giỡn như vậy, không có vui đâu nha. Giỡn gì giỡn, đâu có ai tự nhiên cái quan tâm chăm sóc cho Long dữ vậy, đúng không? Thôi chuyện nó từ từ tính đi. Chứ giờ Long tính gì? Ái nè, bây giờ Ái về phòng trọ của tôi, lấy giùm tôi cái cặp đồ, rồi đem ra ngoài đầu đường, tôi đứng đợi ở đó. Tôi tính về quê, tránh cô bé được ít bữa. Ủa, bộ tôi là trợ lý của Long hả? Thôi mà, giúp tôi lần này nữa đi. Mai mốt tôi lên, tôi dẫn Ái đi uống trà sữa, đi ăn bánh tráng trộn. Không phải món đó Ái thích lắm hay sao? Đáng ghét. Anh Thanh Long. Cô đi đâu đây? Thì em đi tìm anh á. Sao cô biết quê tôi đem cô tìm? Bộ anh quên là anh đã từng livestream homestay của anh trên mạng rồi hả? Thì em biết em đi theo thôi à. Thiệt tình luôn. Mà xuống đây có chuyện gì không? Thì bộ em đi du lịch không được hả? Nhỏ là bà hàng tám hả? Dạ, như là vậy. Thấy nó quen nhau quá. Mà thấy hình như là nó thích thằng Tám đó. Làm gì có. Thì con nhìn kìa. Đó. Không ao không ẹo thấy thương ghê không? Má nói sao chứ, Tám nhà mình thích trai mà. Cái đó là xưa rồi. Còn dạo đây má thấy thằng Tám á, nó chững chạc, nó đàn ông rồi đó con. Nếu được vậy á thì tía má đỡ lo. Nhưng mà thôi nha, biết vậy thôi, đừng có nói qua nói lại. Tía bay mà ổng hay được á, ổng la cho đó, ổng nói má con mình nhiều chuyện á. Má ơi, hình như hôm sai mình hết phòng rồi phải không má? Ờ... Còn mà. Không, anh kiểm tra kỹ lại coi, em thấy hết phòng rồi mà. Khùng quá, còn nhiều lắm. Đó thấy chưa, còn phòng kìa. Đi, đi vô trong đi, dẫn em vô trong. Cái gì vậy, buông tôi ra. Em thiệt tình anh luôn á, đã em cố tình em đánh tiếng nó cho nó bỏ đi rồi, mà anh còn ngồi đó tại lanh nói cho nó ở lại nữa. Ai biết đâu, tại tía nói mỗi người mà ở lại đây tía cho 25%, cho nên anh phải níu kéo chứ. Trời đất ơi, anh gì ham 25% hoa hồng mà anh vô tình anh hại em đó, anh biết không? Ai biểu, không chịu xin nhanh chứ còn chi. Với lại có tiền ai mà không ham. Ê Tám, hình như nhỏ đó thích em lắm không? Ai biết đâu, chắc tại nó thích cái vai diễn của em trên truyền hình đó mà. Anh thấy nó bám cái đuôi mày giống như là cái đuôi của mày luôn rồi đó Tám. Ê Tám, anh có này muốn hỏi em trả lời thiệt tình nghe. Gì? Mà trả lời thiệt tình nghe. Ừ thì anh nói đi. Em có thích nhỏ đó không? Nghĩ sao vậy? Em vậy mà thích nhỏ đó. Chà, vậy là em vẫn... Vẫn gì? Là vẫn là cái đó. Cái đó là cái gì? Là vẫn còn thích con trai hả? Thôi anh nói xàm của anh Bảy ơi. Chứ gì nữa. Trời ơi, con người ta dễ thương, xinh gái vậy còn chê. Anh nói mày nghe nha Tám, nếu mà mày chưa có chị Bảy dám chắc nó... Ê, mét tía đó nha. Đó đâu, nó chơi thôi. Ý là anh muốn nói là con người ta xinh xắn, ai nhìn cũng thích. Sao em không có cảm xúc gì với người ta hết trơn vậy? Nè nè, trời ơi, con Bảy. Dạ. Trời ơi, hai anh em nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, lỡ con bé đó nó nghe được rồi sao? Tám nó còn phải đóng phim nữa mà.
Long. Dậy sớm ha. Ừ, em dậy từ sớm rồi. Em còn đi chơi vòng vòng trong xóm nữa. Cô đi vòng vòng sớm làm gì? Em có gặp anh Tèo, bạn của anh nữa. Gặp anh Tèo chi? Thì á, em vô tình gặp ảnh thôi. Ảnh kể cho em quá nhiều chuyện về anh luôn. Anh nói gì tôi vậy? Thì đại loại là ảnh kể rất rất là nhiều chuyện. Em không nhớ được. Tina nè, nghe lời tôi, đi về Sài Gòn đi, đừng có ở đây nữa. Về Sài Gòn làm gì? Em thích anh mà, thì em theo đuổi anh thôi. Với lại em đi chơi với anh mà. Tôi đi chơi với cô hồi nào? Nè, không những vậy mà em còn đang ở chung nhà với anh nữa đó. Nè nè nè, cô ăn nói cho đàng hoàng nha. Lỡ bà con lối xóm thì đi ngang ta nghe được, hiểu lầm tôi sao? Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Anh có nghe cái câu á là mưa dầm thì thấm lâu không? Ban đầu á thì em sẽ thích anh, nhưng sau này á thì anh sẽ thích em á. Trời, không những vậy mà anh còn mê em luôn á. Trời trời trời, cô nói chuyện gì kỳ vậy? Ờ, tôi có người yêu rồi. Anh, con có người yêu rồi hả? Hồi nào sao má không hay? Dạ, cái chuyện đó để từ từ con nói cho tía má sao nha. Còn cô nè, vô trả phòng, dọn đồ Sài Gòn liền đi. Không, bây giờ con muốn gì ở tôi nữa? Anh đừng có nói xạo em. Em nghe hai bác nói trơn rồi. Từ đó tới bây giờ có bao giờ anh nhắc về chuyện yêu đương đâu, đúng không hai bác? Ừ, hồi nào tới giờ tía đâu có nghe con nói chuyện yêu đương gì đâu. Đâu có thấy con yêu đương gì. Nhưng mà bây giờ con có rồi. Vậy mà tía tưởng đâu con chín chắn đường hoàng rồi chứ. Ủa, tía nói gì vậy? Con nào thì con vẫn chín chắn đường hoàng mà. Đường hoàng, chín chắn mà giờ vậy đó hả? Tía má cứ yên tâm đi. Con lớn rồi, con không có làm cái gì sai quấy đâu. Yên tâm sao được mà yên tâm? Tại vì cái cô bé đó cứ theo con hoài à. Nhưng mà con thấy con với cổ không có hợp nhau, cho nên con mới tìm cách nói dốc với cổ là con đã có người yêu rồi, để cho cổ đừng có đi theo con nữa. Tía má cứ yên tâm đi, bây giờ con lớn rồi, nếu mà con có người yêu á thì con sẽ dắt về đây cho tía má, đảm bảo tía má không có thất vọng đâu. Con xin phép vô trong nghe tía má. Nó nói nó có bạn rồi mà nó dẫn bạn trai gì á là coi như bể hết luôn rồi đó. Không, đầu này thiệt chứ. Ai ai ai, Tèo đẹp trai mà mang dép Lào. Ai ai ai, không đẹp trai cũng mang dép Lào. Tèo đẹp trai mà mang dép Lào. Anh Tèo. Ủa, Đạt khỏe không? Sao mày lúc ẩn lúc hiện đi mây giày gió vậy? Trời đất ơi, anh nói làm giống như là tôi hồn ma bóng quế không bằng vậy đó. Không phải, ý là sao mày đi về hoài kìa. Khổ quá à. Có chuyện cần nhờ đây nè. Chuyện gì à? Hồi sáng tới giờ anh thấy nằm gạo đâu không? Kiếm nằm gạo chi vậy? Tính nhờ nằm gạo làm bạn gái em. Ê ê ê ê, Tấm đàn. Tao nói cho mày biết nghe, con thầy vợ bạn gái cơ quan nghe. Mày đừng để anh em ít lòng nghe mày. Trời đất ơi, tôi chưa kịp nói gì hết á, anh nhảy vô họng tôi, anh ngồi rồi. Nói gì? Chuyện là như vậy nè. Có con bé đó trên Sài Gòn, nó thích tôi, nó là fan hâm mộ của tôi. Nó theo tôi hoài, nó kêu tôi năn nỉ là quen nó đi làm bạn trai, nó đi nó lo cho tôi hết. Nhưng mà tôi đâu có chịu, tại nó không có hợp với tôi. Cho nên đó, tôi mới đi vòng vòng trong xóm tôi kiếm coi có ai quen biết, giả làm bạn gái của tôi đó cho nó sợ đi về trển. Biết không? Khổ ghê luôn. Thấy cũng tội mà thôi không được. Sao vậy? Tại năm gạo đi học nghề không có nhà, mà có nhà ta cũng có cho mày mượn đâu. Thiệt tình luôn á. Anh Tèo, anh có ai không? Giới thiệu giúp tôi đi. Qua mượn em mộng của ba lít kìa. Thôi,
đụng tới con nhỏ mộng hả? 3 lít nó đẩy tôi xuống nằm tôm cho tôm ăn luôn đó. Rồi tao không biết đẩy mày xuống ruộng gâu nhút hả? Thiệt tình anh luôn, anh em mà giúp xíu cũng không được. Tào lao, ghê mà mượn gì trời. Tía má, đang ở nhà mình mà má, má làm gì? Tía má, kêu hai đứa qua đây là muốn tính chuyện quan trọng. Chuyện gì quan trọng không má? Quan quan, thấy hai đứa nó còn đây không? Ai chứ? Thằng Tám. Tám, hồi nãy vô không thấy, để anh kêu nó. Tám ơi! Kêu nó vô đây sao bạn được? À, dạ, hồi nãy hai vợ chồng con qua đây á, để ý là không có thấy thằng Tám đâu hết đó tía má. Dạ, có chuyện gì quan trọng hả tía má? Quan trọng chứ. Bà nói nghe. Dạ. Hai đứa đó, thấy công ty nàng sao? Bình thường. Không nha, không có bình thường. Con thấy cô bé này á là người xì phố. Nhà thì cũng có điều kiện, cũng dễ thương, xinh xắn. Không, ý má không phải hỏi về cái vụ đó. Mà ý má là sao má? Là con Tina đó. Thì má thấy nó cũng cá tính. Để ý kỹ thì thấy nó cũng được. Với lại nó thì má thấy nó đang hình như là cái... Sao má? Hai đứa không hiểu hả? Trời ơi, má có nói gì đâu mà con hiểu. Thôi. Bây giờ bà nói thẳng vấn đề đi. Thấy nói với Tám có hợp không? Có xứng đôi không? Lý nghĩa thằng Tám á, ba cái vụ kia đó, hồi đó tao về nó tụ tập với bạn bè, rồi nó ham vui, nó theo phong trào đó. Bây giờ nó gặp con Tina có thể là nói nó nghe, có thể bẻ cong thành thắng, lôi kéo nó trở về của người thân của nó. Dạ, có thể à? Kêu cô về Sài Gòn đi. Làm gì mà léo đẻo theo tôi hoài vậy? Làm phiền quá. Sao tự nhiên anh la em? Bộ anh không sợ em tổn thương hả? Tổn thương cái gì? Tina, tôi nói với cô rồi, tôi với cô không đến với nhau được đâu. Nhưng mà tại sao? Thì tại vì tôi có người yêu rồi. Đâu? Người yêu của anh là ai? Bạn gái tôi á, tên là thấy chưa, nói xạo á, xong rồi bí rồi đó. Nhưng mà tôi nói thiệt với cô á, tôi có bạn gái rồi, cô đừng có đi theo tôi nữa. Thì anh phải đưa cho em xem thì em mới tin được chứ. Tina, cô biết bạn gái tôi là ai không? Là ai? Như ái. Diễn viên Như Ái. Không thích người ta thì nói thẳng ra là mình không thích đi. Làm gì kỳ. Lúc đó rối quá, nói đại chứ biết sao giờ. Nhưng mà lời nam nhi nói trăm ngựa khó theo nha. Long phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Ê, Ái đừng có hù tôi nha. Rồi đất ơi, bây giờ Ái ráng ngoan ngoãn làm bình phong cho tôi một thời gian nữa thôi ha. Rồi nhắm có cắt đuôi được không? Vẫn chưa hết người thích Long đâu.
đi. Ủa ông, Tina nó làm gì mặt nó buồn hiu rồi? Dạ con thua hai bác con về. Ủa mà con nói con ở chơi tuần lận mà sao về sớm vậy con? Ủa diễn viên Thanh Long có làm gì cho con buồn không vậy? Dạ thôi, chắc con xin phép con về luôn. Anh Thanh Long bỏ rơi con rồi, con ghét ảnh. Thôi vậy để bác kêu Thanh Long chở con ra bến xe nha. Ừ, vậy được con, để Thanh Long chở con ra bến xe cho an toàn. Dạ thôi, con không có cần đâu. Với lại con cũng đã quyết định rồi. Muốn quyết định gì? Con quyết định á là từ nay về sau con sẽ không thích anh Thanh Long nữa. Rồi, xong. Anh ơi, anh à, anh à, em tới rồi nè. Ai trời. Anh ơi, dậy đi anh ơi. Chờ xíu. Ai mới sáng sớm một kêu không biết nữa. Anh, cuối cùng cũng dậy rồi ha. Qua sớm quá vậy. Ừ, đi vô thay đồ đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mấy hôm qua đi quay về tới 1 giờ sáng. Vừa về tới nhà đặt lưng được chút xíu rồi ấy tới ấy la làng sùm lên hết. Trời ơi, người ta kêu là anh ơi, anh à, dịu dàng ngọt ngào như vậy đó. Vậy mà nói là người ta la sùm. Xưng hô gì bình thường được rồi, có gì đâu. Đâu có được. Hồi nãy tôi vô á, tôi thấy có mấy người dòm ngó dữ lắm. Phải kêu bằng anh mới được chứ. Trời ơi, tôi không ngờ ái diễn sâu đến mức độ đó luôn. Từ hồi hai đứa mình công khai quen nhau tới giờ á, chưa có một tấm hình nào chụp chung hết trơn á. Riết rồi người ta nói là tôi là bình phong của Long á. Tôi thấy người ta nói đúng nha bộ. Trời đất ơi Long. Thôi giỡn á. Mà mấy sáng sớm thằng Đông qua kiếm tôi có chuyện gì không? Thôi đi, chảy răng rửa mặt nhanh lên đi, để đây tôi nói cho nghe. Đi đi. Nhanh lên. Nhanh lên, không thôi tôi đi về đó. Trời ơi, mới sáng sớm. Ngưng được chưa? Ừ, được rồi. Để tôi đăng hình lên mạng cái đã. Tôi không ngờ trình độ sống ảo của ái càng ngày càng tăng cao đó nha. Tôi làm vậy là tốt cho Long mà. Ở đó mà cằn nhằn. Thôi đi. Ủa, đi đâu á? Thì bây giờ xong rồi thì về. Về cái gì? Công tình ra đây rồi á thì tập thể dục luôn đi. Cả một cái bụng mỡ đây nè. Tập thì tập. Đi. Má thấy chưa? Nhìn cũng đẹp đôi quá hả con? Dạ. Mà má, con bé này cũng là diễn viên nha. Mà nổi tiếng hơn Tám mình nữa. Vậy mà thích Tám. Tám hay thiệt nha. Để má gọi tía bay ổng mừng. Dạ. Con gọi ổng đi. Thôi má gọi đi. Thôi con gọi đi. Thôi má gọi đi. Mày gọi đi chứ má gọi cái gì? Con gọi tí chửi con sao? Bởi vậy tao đâu có ngu. Trời. Thôi má gọi đi. Chồng má chứ đâu phải chồng con đâu. Thôi mày gọi đi. Mày con ổng chứ đâu phải tao con ổng đâu. Gọi đi. Vợ con đi. À anh nghe vợ. Anh nói anh mua đồ ăn cho em mà anh đi mấy tiếng rồi chưa về nữa. Chết cha. Anh quên. Đến đi liền, anh đi liền. Má ơi, cò con nó đói, con chạy đi mua đồ ăn cho cò con nghe. Thằng cuối cùng nó cũng lật kèo mình.
Ai đó? Vô đi. Hello. Ủa? Như Ái đi đâu vậy? Tôi đi chơi. Đi chơi ở đâu? Tôi đi về quê với ông. Thôi đi cô, ở Sài Gòn để cho tôi nhờ. Chắc ông cấm được tôi. Cảm ơn Như Ái, trong suốt thời gian vừa qua đã tận tình giúp đỡ tôi. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, tôi không muốn làm phiền Như Ái nữa. Tôi có thấy phiền gì đâu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi với Như Ái đừng xuất hiện chung với nhau nữa. Lúc đó truyền thông, báo chí, họ sẽ nghĩ là hai đứa mình chia tay rồi. Tôi đổi ý rồi. Hả? Tôi đổi ý rồi. Là sao? Tôi thích Long. Tôi Như Ái kể từ ngày hôm nay chính thức theo đuổi Thanh Long. Khùng quá. Sao được? Khùng gì? Nam thanh nữ tú đến với nhau là chuyện bình thường. Ông phải vui vì điều đó chứ. Nhưng mà tôi... Chợ. Đi chợ hả? Ừ. Nghe anh Tèo dặn nè, ra ngoài chợ có nghe cái gì cũng phải bình tĩnh nghe không? Nghe cái gì là nghe cái gì anh Tèo? Thì nghe mấy bà ngoài chợ đồn. Đồn? Ừ. Ủa mà đồn gì? Thì mấy bà đồn vụ tấm tàn á. Đồn vụ tấm tàn sao? Thì mấy bà đồn tấm tàn. Đồn sao? Đồn... Mệt anh Tèo ghê, anh Tèo nói đại đi, đừng có ba uống nữa. Tấm tàn quen với diễn viên Như Ái đó. Cái mấy bà ngoài chợ nói tấm tàn với diễn viên Như Ái bắt tay nhau, tạo sự scandal đằng nổi tiếng gì đó. Ai mà đùng bậy đùng bạ gì không biết nữa. Nhảy. Nhảy. Dạ. Em trong gia đình á, em biết tấm tàn nó có bóng thiệt không? Anh Tèo không biết không? Ủa? Tối nay á, anh Tèo qua bển anh Tèo rình đi rồi Tèo biết. Em làm như anh nhiều chuyện lắm vậy nhái. Cứ anh rình. Thiệt tình luôn, người ta đụng bậy đụng bạ mà anh cũng nghe nữa, anh còn hỏi em nữa. Mà thôi, em cảm ơn anh Tèo nha. Em đi chợ đây. Ờ. Ê, có bóng thiệt không? Em chồng em đó nha. Đi đi, không hỏi nữa đâu. Bao che cho người nhà chống đấu trứng. Câu chuyện của tôi Ái không có hiểu được đâu. Tôi biết cái quan trọng là được rồi. Nhưng mà cái chuyện này cho tới ngày hôm nay không ai chấp nhận được hết. Chuyện đó là chuyện gì? Nói chung là tôi với Như Ái không đến được với nhau đâu. Tại sao chứ? Tại vì cái câu chuyện của tôi trước đây á là nó... Thôi thôi, cái gì mà khó quá cho nó qua bên đi. Giờ ông đi với tôi. Đi đâu? Đi đi, biết. Alo, 8A8. Alo, em nghe chị Bảy.
Chị hỏi nè, dạo này em với Như Ái á, tình cảm quá ha. Cũng thường thôi chị. Tám, chị hỏi này nè, em quen Như Ái vậy á, rồi cổ có biết giới tính thiệt của em chưa? Giới tính thiệt của em? Sao nay tự nhiên chị lại hỏi chuyện đó? Thì thôi mệt quá, chị nói cho chú nghe nè. Ở dưới đây á, người ta đồn rần rần chuyện của chú á, giờ chị không biết phải trả lời sao cho đặng luôn á. Chị Bảy à, chị đừng quan tâm thiên hạ nói gì hết. Em sẽ sớm cho mọi người câu trả lời chính xác. Chị và gia đình đừng lo lắng cho em nha. Mai mốt em về rồi mình nói chuyện nha chị. Dạ, thôi nha chị. Con đường đường là một diễn viên có tiếng mà sao lại đi quen với một thằng nửa nạt nửa mỡ như vậy được? Ai nói ba vậy? Trên mạng đưa tin tùm lum kìa. Ba à, đó là chuyện của ngày xưa. Cái thời còn trẻ đâu có biết mình muốn gì, cho nên mới vậy thôi. Trẻ sao thì lớn như vậy. Ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính có giờ con không nghe hả? Con nói ba rồi mà, hồi nhỏ khác, lớn lên khác. Con tin là Thanh Long không phải như vậy. Chắc là nó bỏ bùa mê thuốc lú vậy cho con rồi hả? Bùa mê thuốc lú gì ba? Là con của anh trước mà. Trời ơi, lại có vậy nữa hả? Mày không thương ba hả con? Ba, thương ba thì con thương ba nhiều chứ. Nếu thương ba thì con đừng có dính với nó nữa. Nhưng mà chuyện này thì không được. Con đã quyết định rồi. Con thích Thanh Long, con và anh sẽ thành một đôi sớm thôi. À, chuyện tình cảm của con á, ba để con tự quyết định nha ba. Bây giờ con mệt rồi, con lên nghỉ trước đây. Như Ái, Như Ái, con với cái có sao không? Dạ. Như Ái có đau lắm không? Thôi đi, Long đỡ về. Tim mình lúc đó đập mạnh muốn rớt ra ngoài luôn là sao? Nhưng mà trước đây thì sao? Mình là ai đây? Sao nhà Thím có khách, Thím còn ở đây? Khách nào? Con đâu biết, có cái chú đó hỏi thăm nhà Thím á. Ai? Còn thấy cái ông đó giống như trên Sài Gòn vậy nha. Ông gấp dữ lắm luôn. Ai vậy kìa? Lên xe chở về nhà cho lẹ nè. Nhanh lên, con biết con có khách nào. Đây, 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 đây. Chào anh. Ủa, anh kiếm ai vậy? À, tôi kiếm anh chị Hai Lúa đó. Tôi là vợ Hai Lúa nè. Anh kiếm có chuyện gì không? Vậy thì tốt rồi, chào chị. Tôi cần nói về Thanh Long nhà chị. Mời anh vô nhà. Gái. Nói.
tại sao mấy ngày tránh mặt tôi? Tôi... Long lợi dụng tôi xong rồi, Long có ý đồ chối bỏ trách nhiệm đúng không? Như gái à, nhỏ nhỏ tiếng đi. Ở đây á, có người ta đi ngang, nhìn thấy kỳ lắm. Tôi cứ nói cho cả thiên hạ nghe vậy đó. Thanh Long vô tâm, chia tay bạn gái tin đồn. Như ái, thật sự là ái không hiểu được chuyện gì đâu. Nói chung là tôi với ái không đến với nhau được. Tại sao? Trừ khi là Long có người yêu rồi tôi mới từ bỏ thôi. Tôi chưa có người yêu. Nhưng mà thật sự á, đừng nói thêm gì nữa hết á. Tôi biết mà, ai cũng có một thời nông nổi hết. Tại vì Long theo bạn bè nên mới có suy nghĩ lệch lạc như vậy thôi. Chứ tôi thấy Long đàn ông mà. Long cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi sẽ thấy tôi nói đúng. Đó, tôi nói thẳng với chị giờ đó. Con gái tôi đường đường là một tiểu thư đại cát, mà đi quen với thằng Thanh Long á, coi sao được. Anh nghĩ sao? Anh nói sao mà thằng Thanh Long nhà tôi anh coi không được? Ai mà không biết nó là bóng. Nè, anh vừa phải thôi nghe. Nãy giờ là tôi tiếp chuyện với anh là lịch sự đó. Anh đừng có nói chuyện ngang ngược kiểu đó. Con trai tôi biết. Nó... trước đây á, thì con tôi nó hơi yếu đuối một chút. Nhưng mà bây giờ á, nó là đàn ông đàng hoàng. Phải không Tèo? Đúng rồi. Chị nói vậy là sai rồi. Càng ngày nó sẽ càng lộ ra. Chuyện giới tính á, thì á, ở trên thành phố á, đầy hết trơn á. Nhưng mà con tôi biết, nó là trai tráng đàng hoàng. Vài bữa nữa nó cưới vợ, nó sanh con, cho tôi có cháu ẩm cháu bồng luôn đó cho anh biết. Được như vậy á thì tôi cũng mừng cho chị. Nhưng mà tôi nói thẳng á, là tôi không muốn á, con Như Ái nhà tôi á, quen với một thằng á, đàn ông không phải đàn ông, mà đàn bà không phải đàn bà. Cái gì? Anh nói cái gì không phải đàn ông, không phải đàn bà? Nè, tôi xin lỗi anh. Tôi không thể tiếp chuyện được với anh nữa. Anh nói câu nào nghe cũng chói tai hết trơn á. Tôi mời anh về cho. Về thì về, chị không cần đuổi. Tôi xuống đây á, chỉ nói cho gia đình chị biết. Đũa mốc mà trời mâm son. Anh nói cái gì? Trời ơi, thế bài. Chú làm ơn làm phước chú về em con cái đi. Lát con bay cò nó hay chú xuống đây mà nói em nó như vậy hả? Nó qua nó mút chú luôn á. Về thì về. Hồi nãy mày chở tao vô á, thì giờ mày chở tao ra bên xe đi. Thôi chú ơi, nãy con tưởng chú xuống đây chơi hay thăm bà con thì con chở chú. Giờ chú xuống đây chú nói bạn con vậy con nóng đỏ lỗ tai luôn á. Lát con chở chú gượng nóng quá con lũi xuống ruộng sao? Thôi tao tự về. Tức thiệt chứ. Tánh Toàn, về quê liền cho má. Tại sao ba lại tự ý xuống nhà người ta như vậy? Con không chấm dứt với nó, ba lại xuống kiếm nó để yêu cầu nó chấm dứt với con. Ba quá đáng lắm, ba biết không? Con đã nói với ba rồi, chuyện tình cảm của con á, ba hãy để cho con tự quyết định. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Tốt cho con? Tốt cho con mà ba độc đoán với con như vậy hả? Con lớn rồi, con biết mình phải làm gì. Đường công danh con đang tiến triển, con lại quen với đứa mới chân ướt chân ráo vào nghề. Rồi người ta sẽ bàn tán ra sao? Người ta nói con là không biết nhìn người. Rồi á, đường công danh con chấm hết á, là con có sợ không? Con không sợ gì hết. Sao con cứ binh nó hoài vậy? Ba à, từ trước tới giờ bất kỳ chuyện gì con cũng nghe lời ba hết. Nhưng chuyện này con không nghe theo lời ba được. Con... Ba bỏ cái tính độc đoán và cố chấp của mình đi. Chính vì cái tính đó mà mẹ mới bỏ đi đó. Đó, giờ chuyện nó sùm vậy đó. Tía con Như Ái xuống tận đây gặp má. Bây giờ con tính làm sao? Dạ, con xin lỗi má. Tám, bây giờ em sao? Em cũng không biết làm sao nữa. Nói gì kỳ vậy Tám?
phải hiểu bản thân mình đang muốn cái gì chứ. Nói vậy sao được? Thiệt ra trước đây con là... Không có nói chuyện trước đây. Nói bây giờ đây nè. Bây giờ con tính làm sao? Phải quyết định để còn tính tương lai nữa. Tám, anh nói thiệt luôn đó nha. Em có làm sao đi nữa anh cũng chấp nhận. Nhưng mà bây giờ em lớn rồi, sự nghiệp thì em cũng đã có. Mình phải thể hiện rõ đi để cho ta không có ra nó vô nữa. Đúng rồi đó, anh Bảy mày nói đúng đó. Má nói thiệt á, là má cũng muốn có con dâu lắm. Nhưng mà nếu thiệt sự bay không muốn cưới vợ thì cũng không sao hết. Mà phải nói rõ ràng với người ta. Con phải nói như Như Ái, để tía nó không có xuống đây kiếm chuyện với má như vậy nữa. Thôi thôi, bây giờ con đang rối trí lắm rồi, đừng có ai hỏi gì con nữa hết á. Ta thôi, không có nhân vậy gì hết á. Ái đã qua với Long nhiều rồi, bây giờ Long phải lại với Ái, như vậy mới huề. Anh sẽ không bỏ cuộc, anh nhất định sẽ chờ em. Anh chờ được bao lâu chứ? Bao lâu anh cũng chờ, ngàn năm anh cũng chờ em. Anh về đi. Đừng bỏ anh, anh yêu em nhiều lắm. Alo, Ái nghe nè. Như Ái hả? Long có chuyện muốn nói với Như Ái. Long nói đi. Long thích Ái.